Thưa đại chúng, thật sự ra đó thì mình có hai phần. Con người mình nó có cái tinh thần và cái thể xác. Cái tinh thần mà nó vui á, thể xác nó khỏe. Cho nên thí dụ quý vị tu mà quý vị có niềm vui á, là quý vị sẽ bớt mệt, và thậm chí có những người không mệt. Tại vì thường thường á, quý vị thấy á, khi nào mình rầu là bao tử nó đau. Nếu ai có cái chứng đau bao tử, lo rầu là bao tử nó đau, mà thậm chí buồn lo là ăn không được, nó no cả ngày không thấy đói. Cho nên cái tinh thần á, tại sao nó gọi là thần? Bởi vì nó quyết định mọi cái vui buồn trong cuộc sống, cho nên gọi là tinh thần. Cái đó nó tinh vi lắm, nó rất là thần diệu. Trời ơi, mình đang giận người đó mà người đó xin lỗi mình tiếng thôi, người đó gửi cho mình một cái nhắn tin thôi, người đó gửi cho mình một lời xin lỗi thôi, hết giận liền. Và thậm chí mình đang bực người đó, người đó nói ngọt một câu thôi, trời ơi chị giận lên nó nhìn cũng đẹp cái là quên. Tinh thần nó lên liền. Cho nên ta kêu là lên tinh thần. Cho nên mình mà suy nghĩ nhiều là hao thần, nói nhiều là tổn khí. Con người có ba cái gọi là tam bảo của bản thân con người: tinh, khí, thần. Cho nên cái người tu của mình là luyện. Dĩ nhiên mình không chủ trương, nhưng mà khi mình tu tập đúng là cái đó nó đủ. Cái khí mình nó đủ, cái lực mình nó đủ. Quý vị tụng kinh á, đừng có tụng nhỏ, tụng lớn để cho cái khí mình nó phát triển. Nhưng mà nếu mình lớn, lớn cũng vừa vừa thôi, chứ không phải mình nghĩ là cái phổi mình nó to rồi cái mình ác hết, thì lúc đó làm sao? Nó ác mà nó không phải là cái thời tụng kinh nữa. Nên tụng kinh phải tụng lớn lên. Chí tâm đành lê, mình cái âm mình phải phát ra thì từ từ mình mới có giọng. Không phát ra âm sao có giọng? Thế nên mình tụng kinh vậy. Thành ra cái mà mình cái này nè, mình phải sử dụng lâu ngày nó mới không có bị ngủ. Cho người Mỹ ở đây, người già đó, cho dù mình vô nhà già ở thì ở trong cái chương trình của nhà già, của dưỡng lão, phải có những người cho mình những cái activity, những cái sinh hoạt của người già. Cho nên ở đây có những cái chỗ mà chơi bingo á, không phải là người ta ghiền cờ bạc đó vô, mà chỗ đó để cho người già hoạt động cái não. B25, Y19, để cho cái người già họ hoạt động con mắt, hoạt động cái não, hoạt động cái lỗ tai. Chơi vui thôi, 25 cent thôi. Thì mình ở đây cũng vậy. Thí dụ quý thầy gặp con, quý vị, à tôi nhớ con thầy nào, con thầy nào đó. Thôi mệt quá, thầy chùa được rồi không nhớ tên đông quá. Cho mình phải tập mình nhớ. Nhớ bài kệ đắp y. Thí dụ như bây giờ lỡ trường hợp mà quý vị quên bài kệ đó, đây là lỡ thôi nha, chứ đừng lợi dụng. Lỡ quên bài kệ đắp y thì cầm cái y lên: Nam Mô Ca Sa Tràng Bồ Tát. Còn nếu ghi vô liền á, câu này có bộ được á. Phải học cái bài kệ. Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, duyên may nay được đắp, căn lành nguyện trồng sâu. Mình đọc như vậy cái tự nhiên cái hạt giống đó, nó rơi vào. Tự nhiên mình nghe cái gì đó, duyên may nay được đắp, cái câu đó thôi nó làm cái tinh thần mình phấn chấn lên. Ồ, như vậy mình may mắn lắm mới được đắp, chứ không phải trời ơi cái gì mà nó luộm thuộm quá quấn đại cái cho rồi. Những vị nào mà lần đầu tiên đắp tới đắp lui, sao cái này nó luộm thuộm quá đó.
đừng khởi. Nếu mà lỡ khởi rồi không sao, để mình mới đầu. Nhưng mà lâu ngày rồi đừng khởi tâm đó, đó. Duyên may nay được đó. Nhiều người muốn lắm, mà thậm chí nói theo ngoài đời là thèm lắm, thèm được đi tu lắm, thèm được ngồi trong pháp hội lắm, mà đâu có đi được. Bởi vì sao? Duyên không có đủ. Thiếu một chút này, thiếu một chút kia. Thành thử thưa đại chúng, không phải bình thường. Khóa tu nào cũng có những người đăng ký xong rồi hủy là vì duyên sự gia đình. Cho nên duyên may nay được đắp, căn lành nguyện trồng sâu, thì bất cứ cái gì chúng ta làm trong những ngày này đều là căn lành trồng sâu hết. Cầm bát nè, ví dụ như mình cầm cái bát á, là chúng ta phải để cái tay trái ở dưới cái đáy bát, và cái tay phải chúng ta che cái miệng bát. Đó là cái phong cách ôm bát của chư Phật, của người xuất gia. Cầm bát cơm thì này cũng giống như mình ôm bát ở nhà rồi. Rồi mình ôm, mình cầm cái đây, nâng cái đáy bát lên bằng tay trái để. Rồi con mắt của mình phải nhìn xuống đi. Mình nhìn xuống, mình nhìn xuống, mình để ý cái bước đi của mình. Ví dụ như hồi trưa lên thiền hành, cái tọa cụ bộ đoàn lẽ ra là các vị bên ban hành được ban hương đăng á, cất cái bộ đoàn đi để cho tọa thành cái tọa cụ thôi, đi cho nó đỡ vướng. Nhưng mà giờ lỡ người ta để luôn rồi thì cái bước chân của mình chánh niệm, mình quẹo như thế nào, mình đi như thế nào mà không dẫm đạp lên cái đó, không có lấy chân khiều hất. Thật sự ra cái đó đó của mình cũng có thể quán chiếu. Cuộc đời của chúng ta đôi khi cái bước chân mình đi, bước chân nào nó cũng gai góc, chứ không phải bước chân nào nó cũng dễ dàng như mình nghĩ đâu. Cho nên cái bài kệ đó nó nuôi dưỡng mình. Cái bài kệ đó nuôi dưỡng mình mà nó làm cho cái tinh thần này nó phấn chấn lên. Mấy ngày nay tôi mệt lắm đó. Chắc không chừng tôi xin Phật tôi tu nửa buổi thôi, nửa thời thôi. Cái tinh thần mình nó xuống. Và nếu mà đó là chưa nói, mình gặp ngoại duyên ngoại cảnh. Ngoại cảnh là thời tiết nè, nóng lạnh bất chừng nè. Ngoại duyên là những người xung quanh. Có nhiều khi người ta làm mình buồn, người ta làm mình giận, người ta làm mình hờn, người ta làm đủ thứ hết. Cái mình cũng muốn mình thôi. Tôi tưởng đâu tới khóa tu hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm, ai ngờ cái này thế kia. Đây là Pháp Hòa nói, là Pháp Hòa nói hờ thôi, để cho đại chúng biết rằng khi chúng ta tu tập, khi mà chúng ta tu tập đó, là chúng ta phải biết rằng nó không phải đơn giản, mà nói chung không phải chuyện tu hành. Bất cứ chúng ta làm gì trong cuộc sống này, không có cái gì mà chúng ta cầm lên cái là nó được liền hết. Nó đều phải có cái sự chú tâm, để ý và luyện nó. Đơn giản như cầm cái dùi thỉnh vô cái chuông. Nhưng mà nếu cái người không học, không gì hết trơn, là cứ cầm dện một cái bóp thôi, họ nghĩ rằng miễn ra tiếng là được. Nhưng mà với cái người mà người ta tu tập thì cầm cái dùi như thế nào, để cái dùi mình vô cái chuông như thế nào và phát ra cái tiếng như thế nào. Bởi vì cái tiếng chuông đó phải phát ra mà làm cho người nghe thanh thoát, chứ đâu phải đơn giản. Bất cứ làm cái gì, không có cái gì mình tự động mình đụng vô mà nó thành hết, mà nó đều có cái chú tâm ở trong đó, để tâm để ý trong đó. Vậy thì chúng ta tu tập để gom cái đó lại. 10 ngày này quý vị không còn nhớ cái gì ở thế gian nữa hết. Gom cái đó lại để nó nuôi dưỡng mình. Để đủ 10 ngày này xong rồi mình về, mình còn mấy trăm ngày kia, cả trăm hơn ngày kia, để mình dùng cái năng lượng này. 10 ngày này là mình huân tu. Cho nên một cái tinh thần đó. Rồi thí dụ mình cầm bình bát lên. Bình bát của Như Lai
dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Thì cái câu đó làm cho cái tinh thần mình phấn chấn lên. Nhớ là ăn chén cơm này không phải chỉ để no bụng mà thôi, mà còn giúp cho mình tu để nuôi lớn chánh trí. Chánh trí là gì? Là trí tuệ chân chánh của bát chánh đạo, gọi là chánh huệ, chánh chứ không phải là tà tuệ, không phải là chánh tư, tà tư duy, mà là chánh tư duy. Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí. Ứng lượng khí tức là cái dụng cụ để mình đo lường cái sức ăn của mình. A measurement. A bowl is a measurement instrument. Mình ăn sức mình bao nhiêu, lấy bao nhiêu. Xin giữ để nuôi thân. Xin giữ cái thức ăn đó để nuôi thân. Thì cũng giống như mình giữ cái pháp Phật để mình nuôi tâm. Cho quý vị thấy bài kệ đắp y, bài kệ cầm bát. Rồi sáng ra đó, đúng ra là tóc mình cạo sạch rồi là khỏe ru rồi. Nhưng mà giờ mình chỉ nhá kéo thôi, thành thử ráng sáng ra nó cũng rối. Mặc dù đi tu mà cũng có cái lượt. Tuần rồi khóa tu mấy em nhỏ, năm nay khóa tu các em nhỏ đông nhất trong mỗi năm, 130 em. Thì có một em đó, nó qua nó dự khóa tu, mẹ dẫn mấy đứa con đi mà gấp quá quên đem cái đồ sấy tóc. Rồi sáng ra cái cổ rủi vô, Pháp Hòa đang ngồi, cổ nói nhỏ: thầy con xin lỗi thầy, con làm phiền thầy buổi sáng, thầy cho con mượn máy sấy tóc. Khi mà cổ hỏi là thầy cho con mượn máy sấy tóc là trong đầu cổ very sure you have it. Nghĩa là cổ chắc chắn thầy có, cổ mới hỏi câu đó. Chứ phải chi mà cổ nhẹ nhàng cổ hỏi thầy có không cho con mượn. Thầy còn đỡ phải không? Thầy cho con mượn máy sấy tóc. Nghĩa là con chắc thầy có đó. Có một lần một Phật tử tới chùa Trúc Lâm. Rồi tới xong rồi cái nửa khuya cái lấy cái phone tay gọi vô phone chùa. Mà ở dưới lầu chứ đâu, ở dưới basement thôi. Mà sợ lên gõ cửa thầy làm phiền, gọi lên chùa hỏi: Thầy cho con một cái lượt. Thiệt sự ra quý vị không phải cố tình chọc quê thầy, nhưng mà quên. Cứ tưởng là thầy có everything. Cho nên người tu mình có những cái không có, và cái những cái chúng ta có. Cái chúng ta có là gì? Có cái không cầu. Cái đó nó nằm ở trong 7-8 thứ mà người tu không nên có. Người tu nên có 8 cái không. Cái không thứ nhất gọi là vô cầu chi hữu. Nên có cái không cầu. Mà cái chữ vô cầu đó, nó không có nghĩa là cứ ngồi chơi thì đừng cầu gì hết. Không phải. Chúng ta làm tất cả nhưng mà không vướng cái gì hết. Không cầu nó phải có cái gì hết. Ví dụ như ngày xưa Luận Ngữ có câu, Luận Ngữ của Khổng Tử: quân tử thực bất cầu bảo. Người quân tử ăn không cầu no, lót dạ cũng được. Ví dụ mấy ngày nay không phải là do các vị nấu ăn thiếu, mà tại mình ăn nhiều. Nói vậy cho đỡ quê. Thưa đại chúng, là ở trong bếp á, mình có một cái xửng nấu, một cái lò nấu cơm, 10 xửng, 10 cái tray. Một lần nấu khoảng 1 tiếng là ra 10 tray đó. Mà 10 cái tray đó có thể ăn vài trăm người, 700-800 người.
Mà mình ở đây á, hiện tại bây giờ số lượng không, số lượng có những ngày 700 cũng có, 650 cũng có. Mà hồi sáng này là double lên. Một mấy khóa trước á, 18 trê ăn hai bữa, tại vì mỗi bữa ăn có 4 trê, 4 mâm thôi. Bữa nay là hồi sáng là 20 mâm mà cũng không đủ. Nhưng mà thưa, tại sao biết không? Lỗi là cái người nấu ăn. Nấu ngon thì ta mới ăn nhiều. Mình ăn cơm thì Pháp Hòa biết là hồi trưa Pháp Hòa ra là Pháp Hòa giải quyết. Cho bữa nào cũng tranh thủ, dù đang bận công việc nhưng mà tranh thủ ra để coi cái gì nó xảy ra là mình phải giải quyết liền. Thì hồi trưa là còn khoảng một dãy bàn 50-60 người đang đứng chờ. Nhưng bây giờ nếu mà chờ cơm ra, chờ thức ăn ra, không bắt quý, không lẽ bắt quý Tôn Đức đứng chờ. Mà tội nghiệp nhất là cái người đứng cầm bát không mà ngó người ăn á. Lúc đó cái tinh thần mình nó phải lên liền. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ mời hết tất cả các vị nào mà chưa có thức ăn ngồi hết vô dãy bàn. Ngồi xuống. Ngồi xuống để cho đằng này ta làm việc, là các vị đã có cơm rồi bắt đầu cúng dường, bắt đầu vào thời khóa. Rồi một lát sau là các ban hành đường, ban trai soạn tự bới thức ăn để trên bàn cho các vị thiếu đó. Mình không nhất thiết phải chờ đủ. Tức là quý vị làm việc là quý vị phải giải quyết nhanh gọn cái nào nó tiện lợi. Thí dụ như bây giờ mình biểu các vị ngồi xuống rồi mình bưng tô nước, tô phở nước ra vì sợ nước nóng. Nhưng mà cái đường nó chật quá, làm sao mình chen chân vô mấy cái dãy kia. Thử lần đầu rồi không được là phải đi lần thứ hai là cách khác. Vị nào tới cầm cái tô của mình đi vô chỗ luôn. Chứ bây giờ các vị ngồi xuống hết ban hành đường phải bưng, mà chỗ đâu mà chen chân. Bây giờ cái trai đường nó nhỏ mà không còn chỗ, nó lâu còn hơn nữa. Thì cái này không được thì mình phải qua cái khác. Quân tử thực bất cầu bảo, ăn không cầu no, lót dạ cũng được. Hồi nãy có một cô tội lắm. Thấy Pháp Hòa đi ra, cái cổ đi ra trễ của sợ Pháp Hòa là rầy. Cô đính chánh liền. Con lại ấp tấm lầu. Mà thôi giờ hỏi ăn cũng sao, nó không, cô cứ qua cô ăn đi, bên kia còn. Bên kia mới bắt đầu thôi. Quân tử thực bất cầu bảo, cư vô cầu an. Ở không cần phải quá thù thắng sung túc, gọi là sang trọng. Có chỗ ngã lưng là được rồi. Thật ra cái câu này nó có thể áp dụng cho mình trong những ngày này. Quân tử thực bất cầu bảo, cư bất cầu an. Lẽ ra mình đã có một khoảnh nằm đất á, mà bây giờ mình được cái ghế bố là ngon lành rồi. Mình đó một cái tấm trải dưới lưng để nó đừng có lạnh lưng là quý rồi. Đúng ra là bây giờ đầu mình phải cạo để cho nó lạnh cái mỏ hiền chơi. Người tu làm gì có mỏ ác. Mẫn ư sự dư thận ư ngôn. Đây là nói người quân tử ăn không cầu no, ở không cầu sang trọng sung túc. Mẫn ư sự dư thận ư ngôn. Mẫn là gì? Là siêng năng cần mẫn. Siêng lắm, làm việc nhiều lắm, nhưng vẫn thận trọng lời nói. Tại sao? Tại vì con người của chúng ta thường mắc phải một cái lỗi là làm nhiều là tự cao. Mà cái tự cao ở trong lòng mà có rồi là cái cao giọng nó cũng ra đó. Chứ cái người làm việc siêng năng, làm việc nhiều mà giọng không cao ngạo, có đồ quý lắm. Mẫn ư sự nhi thận ư ngôn.
Thận là gì? Là thận trọng. Thận trọng cái lời nói tương đồng với sự siêng năng của mình. Cái người như vậy gọi là gì? Vô lượng công đức. Người đó gọi là phước đức hữu lậu, phước đức vô lậu đầy đủ. Tự hữu đạo như chánh yên. Tự hữu đạo như chánh yên là gì? Nghĩa là luôn tìm cái người đạo đức để nhìn họ mà sửa mình. Ví dụ mình đắp y méo, nhìn qua thấy đạo hữu, cái vị đồng tu với mình đắp cái y đẹp, chỉnh cái y đó lên. Mình làm cái việc đó, mình thấy sao cái người kia ta làm hay, mình theo đó mình làm. Thì cái đó gọi là tự hữu đạo như chánh yên. Thì Khổng Tử gọi là khả vị hiếu học. Làm được những điều trên, được Khổng Tử gọi là người ham học. Thứ nhất, ăn không cầu no. Thứ hai, ở không cần sung túc. Thứ ba, siêng năng mà lời nói không cao ngạo. Thường thường mình mà làm được chút việc hay mình làm việc nhiều hơn ai hết là bắt đầu giọng mình sao? À, dây đàn nó lên. Mà nó hát những bài cao thanh không? Trời đất ơi, từ sáng giờ làm gì đâu. Tôi không đó. Đúng rồi, tôi không nghĩa là không có tôi. Chứ cái người mà siêng năng làm điều đó, luôn luôn tìm cái người đạo đức để nhìn họ mà sửa mình. Làm bốn điều đó, làm bốn điều đó Khổng Tử gọi là khả vị hiếu học. Là gọi là người khả vị, khả tức là đáng gọi, đáng gọi là người hiếu học. Hiếu học là ham học. Mình không có ham học mình đâu có vô đây. Học cái ngồi thiền nè, học cái đi bát nè, học cái ăn cơm nè, học cái đắp y nè, học cái lễ lạy nè, học cái xưng hô nè, học từ sáng tới tối. Học đến khi nào mà mớ cũng thấy mình học. Còn mình mớ mình thấy trời ơi, đưa cái chén đó cho tôi. Tại mình đói bụng quá. Cho nên cái điều thứ nhất mà người tu có là gì? Vô cầu chi hữu. Nên có cái không cầu. Cái có từ sự vô cầu. Giống như là ngài trong kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Hãy nên sanh cái tâm mà đừng có trụ vào cái gì hết. Bởi vì sao mà không trụ? Trụ là dính á. Tại vì sao? Tại vì nó thay đổi ào ào, nó thay đổi liền liền. Thì nếu tất cả cái gì mà nó có hình tướng nó thay đổi, thì cái gì mà nó ở yên đâu để mình trụ mình bám? Ngay bản thân mình, mình muốn trụ lại cái thời xuân trẻ lắm, nhưng mà không trụ được. Cứ đi dần dần mỗi ngày. Thưa đại chúng, 5 năm 6 tháng 7 ngày, ở tuổi 50 còn dám nói tôi sống được 5, 2 năm chứ. Qua tới cái tuổi 60 là tính tháng. Qua tới tuổi 70 là tính ngày. Ở cái tuổi 80 là tính giờ. Còn qua tới 90 là tính khắc, tính giây. Tại vì 90 trở lên là giống như là dầu thì nó hết rồi. Mà cái tim dầu, tim đèn nó hút mớ dầu vô là xài cái số dầu mà nó còn dính trong cái tim đó. Thành thử ra nó có hút lên hết, nó có tắt lúc nào là có thể. 5 năm 6 tháng 7 ngày. Đó là cái câu ta nói để mình tính tuổi đó. Cho nên cái không cầu không có nghĩa là mình buông trôi, không có, không phải vậy. Nhưng mà ví dụ như mình có cái gì có, nhưng mà không có cầu một cái gì nó hoàn hảo hết.
Trong thời gian ở đây đó, nếu quý vị đến đây mà quý vị có những cái nhu cầu, những cái chuyện gia đình, chuyện gì quý vị cần gặp Pháp Hòa hay cần gặp quý thầy, để quý vị gọi là tâm sự riêng á, mình có thể gặp trực tiếp quý thầy để hẹn giờ. Như ngày mấy ngày nay tuy bận vậy đó, mà Pháp Hòa vẫn gặp một vài người đó. Một vài vị là lên gặp Pháp, mà Pháp Hòa vẫn dành thời gian cho quý vị. Gọi là cái giờ để mà mình tư vấn riêng đó. Để làm chi? Tại vì quý vị đi đến đây á, nếu những người mang tâm tu bình thường nó không nói, nhưng mà phần lớn những vị đến đây làm đều mang một cái bầu tâm sự. Trước tu sau gặp ổng. Tại sao mà nói vậy? Tại vì vị nào vô cũng nói câu đó với Hòa hết á. Kỳ này con mục đích con qua, con tu, con thăm chùa, đồng thời con cũng muốn gặp thầy để thầy cho con một vài ý kiến. Nghĩa là mình đi một công hai ba chuyện, tốt chứ có sao đâu, đỡ tốn tiền vé. Cho nên nếu mình thật sự cần thì mình có thể liên lạc để gặp. Nhưng mà nếu không có gặp được, không có giờ là mình thấy mình thôi, biết đâu chừng trong thời gian mình tu này nè, nó giải quyết hết. Tôi không cầu được mà do cái tu mà tôi chuyển được. Cho nên gần đây có một cái gia đình gặp nhiều những khó khăn, mà thậm chí có thể đưa ra tới tòa làm lớn lắm. Cuối cùng các vị đó liên lạc rồi Pháp Hòa nói đừng. Bây giờ nhà, cả nhà đang loạn, mà mình loạn nữa là sao? Cả đất nước này nó loạn. Thôi bây giờ quý vị nghe lời của quý vị thử đi. Bây giờ cả nhà đang loạn mà cái vị mà liên lạc với Pháp Hòa là một Phật tử, thì Pháp Hòa nói thôi bây giờ mình lo mình tu. Mình thử mình tu đi, mình đem cái công đức lực của mình để mình chuyển hóa. Có nhiều khi ma lực mà mình lấy cái phàm phu lực của mình ra mà chuyển sao nổi. Ngày hôm qua có nghe Phật tử nó nói câu chuyện này nó vui, mà giờ kể lại cũng có lý. Có một hôm nó kể, nó nói lần đầu tiên nó qua đây nó dự khóa tu á, thế này mà cái đêm đó nó ngủ ở Trúc Lâm mà nó ngủ ngay bằng linh á. Thì có một anh Phật tử đi ngang nó: ê mày dám ngủ qua đây hả? Ở đây ma không á? Nói, anh đừng lo, mấy người này sẽ gặp một con quỷ. Tại vì đây mới ma của tôi quỷ. Thành thử thưa đại chúng là có nhiều khi á, Phật dạy trong kinh nào, nếu như mà mình ăn đánh trả đánh thì mình không phải là người xuất gia. Đây là người thế gian mà không nói ha. Nhưng mà nếu là một người đi tu, đi xuất gia rồi, thọ giới tỳ kheo rồi, thì ngoài 250 giới ra, ngoài 348 giới ra, ngoài 58 giới Bồ Tát ra, vị đó phải thọ 4 điều mà trọn đời phải tuân giữ. Trong đó có một câu là trọn đời này người ta mạ nhục con không mạ nhục lại. Người ta đánh giết con không đánh giết lại. Cái đó gọi là tứ y đó. 4 điều mà phát nguyện của một vị xuất gia. Trọn đời này nương gốc cây am lá chùa viện mà ở. Tức là mình tu rồi thì mình phải nương, ngày xưa là nương gốc cây, nương am tranh tách lá, thì bây giờ mình nương gì thêm chữ nữa? Chùa viện. Trọn đời này nương vào những cái vật thực hiền lành để chữa bệnh. Cho nên vô cầu, người tu phải có cái vô cầu. Mà bây giờ Pháp Hòa nói không cần nói người tu đâu, nói mình sống trong cuộc đời thôi. Nếu mình sống mà mình giảm đi cái mong cầu mà nó vượt ngoài cái khả năng của mình đỡ khổ lắm.
Cho nên nó, ôi tôi cái gì cũng có, nhưng mà thiếu cái có vô cầu. Bây giờ mình nên có thêm cái đó, có cái vô cầu. Thật sự khi quý vị, những người nào mà lần đầu tiên tới đây, quý vị đi tới đây là trong đầu quý vị chưa bao giờ tưởng tượng ra Tây Thiên ra làm sao, chỉ thấy hình ảnh thôi. Không tưởng tượng Tây Thiên ra làm sao, và không tưởng tượng là mình tới đây mình sẽ như thế nào. Có nhiều khi mình tưởng tượng mình tới đây ha, vừa tới xuống xe ha, thầy trụ trì cũng đứng ngay cửa, ông welcome. Ôi cha, rồi ông bắt tay. Rồi cái gì, có mấy Phật tử hiền lành dẫn vô, niềm nở, đãi mình tô phở. Trời ơi, tới hồi xuống thấy vậy chứ. Ổng đâu mất tiêu rồi. Đúng, đúng bệnh rồi đó. Nhưng mà nếu mà mình tưởng tượng ra, quý vị không? Tưởng tượng ra. Hôm nào quý vị nghe cái bài giảng ở Cali, ở San Diego vừa rồi, thì Pháp Hòa có nói cái này, nó liên hệ tới duy thức học. Có những cái mình chưa bao giờ thấy, mà mình cứ diễn tả thôi, gì tưởng tượng thôi. Cái thứ hai, người tu có vô vi chi lạc. Hồi nãy là vô cầu chi hữu. Cái thứ hai là vô vi chi lạc. Có cái niềm vui vô vi. Vô vi là gì? Không cần phải làm bất cứ cái gì, tạo tác cái gì để vui cả. Ví dụ mấy ngày nay nè, đâu có ai đánh trống thổi kèn hát hò ca nhạc gì cho mình nghe đâu kêu vui. 5 giờ sáng có ông thầy ông đánh kiển từ đầu trên xuống dưới. Không, rồi 10 giờ rưỡi ông lắc chuông báo đi ngủ. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng, Pháp Hòa gặp quý vị trên đường, Pháp Hòa đều hỏi 3 ngày nay ở đây có vui không? Có ngủ được không? Pháp Hòa, nhưng mà đừng có nể tình, tôi mệt muốn chết rồi tôi nói chẳng vui. Tức là cái niềm vui của mình mà không cần làm bất cứ điều gì mình vui, mà mình sống bình thường nhàn nhã như vậy là vui. Cái hữu vi là cái mà mình có tạo tác. Ví dụ nè, bình hoa này là hữu vi nè. Nó có cái chế tác của con người. Cắt ra làm sao, ngắn dài làm sao, cắm xéo, cắm nghiêng làm sao. Bình hoa này là một cái hữu vi. Vì nó có cái tạo tác, cái chủ ý, cái bàn tay của con người tạo nên. Cái gì mà không do mình làm gì hết mà tự nó đi ra một cách bình thường, gọi là vô vị. Mà nhà Phật gọi cái đó là Niết Bàn. Không có còn, mình không có sanh khởi tạo tác gì nữa hết. Ngồi đâu cũng vui. Ngồi thiền cũng vui. Ngồi ăn cũng vui. Ngồi nghe Pháp cũng vui. Ngồi bà Tám cũng vui. Thêm câu hơn, bà Tám vui hơn. Mình đâu có quy định cái chỗ đâu. Tự thứ lớp mà ngồi. Vô vi là cái chúng ta không cần tạo tác gì, cứ tu tập mà tự nhiên nó giải. Cũng giống như mình uống thuốc vậy đó. Uống thuốc thì cứ uống mà nó hết, mình đâu ép nó gì được. Có nhiều khi chỉ một viên thuốc mà hết bệnh, có nhiều khi uống cả chai rồi mà vẫn không hết. Mà mình làm gì được với cơ thể này không? Thôi bây giờ phải vô vi với nó thôi. Phải niết bàn với nó thôi. Ho thì phải chịu mình ho. Giờ mình ngồi đây mình cũng niết bàn. Cho nên đó, chữ Nirvana đó. Chữ Nirvana là tiếng Phạn, chữ nơ là no.
Vana là negatives. Bất cứ lúc nào trong tâm mình không còn một cái negatives, một cái tiêu cực, đó là Niết Bàn. Cho nên người chư tổ đã dịch chữ Niết Bàn là, Niết Bàn là gì? Niết Bàn là diệt độ, diệt sanh tử, độ phiền não. Khi nào mà độ được phiền não là mình dứt được sanh tử chứ gì đâu. Phiền não mình không độ được thì mình buồn vui cả ngày. Mà buồn vui cả ngày là sanh tử. Cái ý nghĩa sanh tử trong Phật giáo nói là buồn vui hờn giận lên xuống cả ngày, luân hồi sanh tử cả ngày, chứ không phải là đợi chết mới luân hồi sanh tử. Hồi nãy tôi đứng sắp hàng, tôi đếm rồi, tôi là người thứ 5, tới tôi là chén chè đó còn ạ. Trời đất ơi, ai ngờ ông thầy cũng đi ngang lấy hai chén bưng kia. Ví dụ vậy đó. Mà trường hợp đó hồi nãy là hơi có chút xíu cầu cầu, cầu được cái chén chè đó. Giờ đi tới rồi, vô cầu. Người ta ăn mình khỏi ăn, nhưng mà chưa chắc, chưa chắc là mình không có chén chè đó, mình không có chén chè khác. Nhưng mà thường thường mình hay xác định, chính cái hay xác định đó đó nó làm mình khổ đó. Có nhiều khi mình mất cái này mà có cái khác nó ngon hơn sao. Bây giờ thường thường ta làm lạc của mình, ta hay đền cái quý hơn. Tới hồi đó đó, không sao cả, tôi cứ ngồi để tôi vô vi. Trời ơi, lát ra không phải cái chén chè của chúng ăn nữa, mà ở trên quý tôn đức hồi hướng xuống. Cho nên quý vị biết là có nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, đây là mình nói tu, chứ thật sự ra đừng có bị cái chữ tu nó làm kẹt mình là phải Phật giáo mới được cái này. Không cần. Bất cứ ai, bất cứ ai muốn có được một cuộc sống thảnh thơi, gọi là lìa phiền não của xuất gia, tuy quý vị còn thân ở nhà nhưng quý vị vẫn có đời sống của người xuất gia, là ra khỏi cái nhà phiền não, ra được bữa nào vui bữa đó. Tại vì mình là những chúng sanh đang chơi nhảy trong cái nhà lửa đó, mà ông già mình không kêu hoài mình không ra, mình ở trong này vui gần chết. Rồi cuối cùng Ngài phải tìm cách này cách nọ đưa mình ra. Rồi bây giờ mình là những người ra được. Pháp Hòa nói ví dụ như mình đi thi vậy đó, vượt cái cửa nào thì mình mừng cái cửa đó. Đến khi nào mà mình vượt được ngũ môn thì tự cái chép thành ra con rồng. Cho nên người xưa ta hay tặng nhau con cá đó. Ai mà làm ăn đồ ta hay tặng con cá, cái hình ảnh con cá để chi? Con cá nó lướt, mà khi nó lướt được vượt hết ngũ môn, nó tới cái chỗ nó thành rồng. Mình hay nói là bao giờ cá lý hóa long đó, lâu lắm, nhưng mà vượt được nó là mình thành công. Chứ không cầu gì mà mình cũng có. Thiệt sự ra hồi sáng này chú Phật tử mà giúp cho tu viện Tây Thiên xây dựng rất là nhiều, chú mới ngồi ăn bên cạnh đó, quà lúc chú tới chú ăn sáng, chú mới nói cha giờ không biết tặng thầy gì, mới nói không, chú chỉ cần tặng sức khỏe chú là đủ rồi. Thì bây giờ đại chúng cũng vậy. Quý vị không cần làm gì cho Pháp Hòa hết. Cái quý vị nếu muốn tặng cho Hòa là nụ cười thảnh thơi và bước chân vững chãi của tất cả đại chúng trong suốt 10 ngày này. Pháp Hòa thấy chỉ cần thấy quý vị buổi sáng mà từ cái khu Khánh Hòa với Khánh Anh á, mà đi qua chánh điện mà quý vị đi im lặng, đi từng bước thôi là Pháp Hòa đủ vui rồi. Không cần nói một lời nào hết. Tại vì mình đang cần là mình có cái chế tác,
Mình đang cùng nhau chế tác cái năng lượng bình an. Còn cái năng lượng ồn náo là nó đầy dẫy rồi. Nếu mình ở trong này 1000 người mà từ cái hành động gì nó cũng rất nhẹ nhàng, quý vị sẽ cảm nhận được cái năng lượng đó. Pháp Hòa không biết nói sao để đại chúng hiểu thôi. Tại vì Pháp Hòa sống được với đó, hưởng được cái đó rồi. Cho nên Pháp Hòa muốn đại chúng phải sống được như vậy, hưởng được cái đó. Chứ nếu không mà đi về rồi nó uổng lắm lận. Một mình mà mình im lặng đó là chuyện thường, bị có ai đâu nói. Bất quá tự nói mình. Nói trời ơi, ở có mình mà bụi đâu quá trời quá đất không biết. Mình cứ ngồi đâu nói đó, ngồi đâu nói đó. Nhưng mà mình mấy trăm người mà không nói, mấy trăm người mà không ồn khi lấy cơm. Xin lỗi đại chúng, người Mỹ họ tu tập nghiêm khắc lắm. Những khóa tu mà họ qua đi với người Mỹ 2000 người đi thiền hành không một lời nói, vô ăn cơm không một tiếng ồn. Người Mỹ họ tuân thủ luật, họ rất là nghiêm túc trong sự tu tập. Tại vì sao biết không? Họ nghĩ đơn giản thôi, tôi bỏ tiền ra tôi đi tìm cái này tôi học. Cho nên những cái khóa tu mà ở các nơi khác ta tổ chức cho người Mỹ là phải đóng tiền. Cái mục đích đóng tiền để làm gì? Để người Mỹ họ thấy rằng họ đã bỏ tiền ra để họ đi tìm cái đó. Cho nên cái gì mà họ bỏ tiền ra họ quý, họ phải ráng. Thí dụ có những cái lớp thiền người ta mở là trong vòng 3 tuần lễ. Nếu họ không đi, họ mất, đó là chuyện của họ. Thì họ nói trời ơi, giờ tôi đóng 100 đồng mà tôi đi 3 tuần lễ thiền mà tôi nghỉ hết tuần rồi, uổng quá. Họ phải đi. Cho cái mục đích của các cái khóa thiền người ta lấy tiền á, cũng vì muốn giúp cho những thiền sinh đó họ phải stick vô, họ phải dính vào cái sự tu tập. Thí dụ như mình nghe tiếng chuông báo dậy, mình không cần set alarm, vậy mà vẫn có một thầy đi ngang, một sư cô đi ngang báo cho mình thức. Hạnh phúc không? Niết bàn. Ở nhà đó ha, sáng mà đang ngồi ăn sáng là lát trưa ăn gì ta, mở tủ lạnh tới lui. Còn ở đây không cần mở tủ lạnh, không cần suy nghĩ gì hết, cứ lên nghe pháp buổi sáng 9:30, xong thời pháp 1 tiếng 15 phút rồi ra ngoài cái là beng 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 tới giờ đi ăn. Ăn xong rồi có nhiều khi khỏi rửa chén rửa bát, đứng dậy đi về phòng làm giấc. Cho nên nếu mà mình thấy rằng á, có những cái mình đâu cần làm gì mà mình vẫn vui. Thí dụ như quý vị ngồi tịnh đâu có làm gì đâu, mà tự nhiên sao mình thấy một cái niềm vui hoan hỷ. Có nhiều đêm á, khi mà đại chúng ngủ hết rồi, Pháp Hòa điên vòng, đi kiểm cửa, đi vòng ra Quan Âm, ra Trai Đường vậy. Mà Pháp Hòa thấy yên lặng, đại chúng đi vào giấc ngủ, và cái không khí Tây Thiên nó yên tĩnh. Một ngày tu đã qua trong bình an, tự nhiên Pháp Hòa vui, mà cái niềm vui tĩnh lặng. Vì Pháp Hòa lo mỗi ngày, cho nên mỗi lần mà đi vòng vòng trên đất Tây Thiên là tâm nguyện Pháp Hòa luôn. Nguyện cho đại chúng mỗi ngày sống được an vui. Cho nên mỗi ngày tu mà đi qua ban đêm, xong một ngày kết thúc một ngày rồi, mọi người không có ai có một cái điều gì xảy ra hết, là Pháp Hòa vui ngày đó. Cho nên thưa đại chúng là có những cái đâu có ai làm gì, đâu có ai quà cáp gì cho mình để mà gọi là vui. Nhưng mà chỉ cần thấy đại chúng tu tập, tại vì mình làm ra cái này mình muốn cho người ta tu tập. Mà đại chúng về đây, đại chúng tu tập siêng năng, cần mẫn, vui vẻ. Các thầy lên giảng mà đại chúng ở dưới này mà cười vui là Pháp Hòa vui vui vẻ. Cho nên thưa đại chúng là giống như mình bây giờ mình cứ nghĩ vậy nè.
Có đôi lúc mình đâu thấy làm gì đâu, thấy con mình nó ăn ngon, nó ngủ khỏe là mình vui. Nó đi làm về tới nhà an ổn cho mình vui. Thường 5 giờ nó về mà bữa nay 5 giờ rưỡi mà ổng thấy nó, mà ổng nó gọi cái bắt đầu mình sao? Mình lo. Thấy không? Vậy thì cái vô vi là gì? Là cái niết bàn, là cái trạng thái mà tâm không khởi bất cứ một lo lắng. Tâm không khởi bất cứ một lo lắng mà có niềm vui tĩnh lặng. Vô vi chi lạc. Con người thường là họ nghĩ vui là phải làm gì đó mới vui. Cho nên ngồi mình mà hỏi làm gì đó, trời, chẳng ngấy ngồi mình đây nè. Nhưng mà mình nghĩ mình làm gì mới vui, chưa chắc là có cái người thứ hai, thứ ba tới mà đã vui. Nói hồi là có cây gỗ, nói hồi có xích mích, nói hồi có thị phi. Cho nên có những vị mà người ta vui với cái sự yên tĩnh của chính mình. Cho nên Ngài Huyền Giác, Ngài cũng khẳng định cái điều đó. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Thường độc hành là tôi thường đi một mình. Thường độc hành, thường độc bộ. Nhưng mà cái người mà đạt giả, tức là người mà đã đạt tới cái chỗ đó rồi, thì sao? Đi trên cái lộ trình của niết bàn, của vô vi. Cái thứ ba là gì? An ổn, vô an chi an. Vô an là chỗ không an mà mình lại an. Cho nên có cái đó. Cái này mình cần lắm ạ. Cái này mình nên thực tập cho nó có. Ở cái chỗ không an mà mình vẫn an. Tại vì sao? Tại mình quán vậy nè. Mình bỏ tiền ra mua cái vé 600, đi một ngày đường mới tới, bỏ 10 ngày việc nhà, chưa nói là phải cúng dường nữa nha. Mà cúng dường là cúng dường tâm bảo là cái là chắc chắn là dự trù rồi đó. Còn lát vô trong đạo tràng mà cúng dường tình cảm nữa. Gặp thầy này thầy kia rồi mình có cảm mến, mình phát tâm cúng dường, hay là rồi mua quà mua cáp gì đó. Mình nghĩ ra là một cái khóa tu mình đi về chi nó cũng có. Nhưng mà nếu như mình để ra cái đó, cái phần tiền đó, mà mình đến rồi cuối cùng mình chỉ sống những ngày qua với phiền não, với buồn phiền, thì nó uổng lắm rồi. Tại vì khi tâm mình an thì chốn chốn an, chỗ chỗ an, nơi nơi an, người người an. Cái quan trọng là mình. Cũng giống như mưa mà rơi xuống là cứ đồng đều, mà cây khô thì không lấy nước, cây to thì rút nước nhiều, cây nhỏ thì rút nước ít. Thì mình cũng vậy thôi. Nếu mình là cái tâm vô vi thì cái chỗ này nó có bất an nhưng mình vẫn an. Tại vì sao? An vui nơi này, an khắp mọi nơi. Còn chưa nói, nếu mình đem cái nhẫn ra mình nói nữa. Nhẫn của mình là gì? Nhẫn thời tiết gọi là pháp nhẫn. Nhẫn con người gọi là sanh nhẫn. Đấy, mấy ngày nay quý vị ở đây là quý vị phải ứng dụng hai cái nhẫn này. Sáng thì nó lạnh muốn chết, trưa thì nó nóng muốn chết, chiều tối nó lạnh muốn chết, cả ngày cứ muốn chết không à. Rồi cái thì trời ơi lạnh kiểu này chắc chết. Đừng có lo, cái chuyện chết là chắc. Cho nên lo không lo thì cũng chết chắc. Không cần phải chắc chết. Vậy cái vấn đề là Phật đã xác định với chúng ta rồi. Mình sống với nhau, giữa con người với con người là phải có sanh nhẫn.
Sanh nhẫn nghĩa là nhẫn giữa con người với con người. Mới đầu đăng ký là dành phòng rồi nha. Con ở với chị này nè, con ở với chị kia nè. Ở xong được 3 ngày hơi hối hận đó. Trời ơi, tôi đâu có biết bà dễ sợ vậy. Ôi cha, trong này nó nhiều thứ lắm. Bây giờ hát bài lầm thì tự mình nghe chứ đâu dám nói ra ấy. Rồi còn chưa nói là tôi không đăng ký với ai mà tự nhiên đẩy tôi vô với bà này. Thưa đại chúng, ban tổ chức xếp phòng cũng làm bằng tâm vô vi. Tôi có biết ai là ai đâu. Đưa tên bốn diệu. Đâu có nói diệu yếu. Đâu có nói diệu nào không thể leo. Trời ơi, tưởng sao đưa vô bốn cái diệu quặc. Diệu nào vô phòng chân cản con quặc. Rồi bây giờ bắt đầu mới nói, bắt đầu kiếm chuyện đổi phòng. Tế Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng ra nó biết rằng á, không có một cái khóa tu nào mà khâu nào mà không có rắc rối. Cho cái người làm việc mà không sanh nhẫn thì sao? Burnout. Tiêu rồi. Trời ơi, đăng ký khóa tu, tôi có biết ai là ai, tôi sắp bốn cục vô. Tôi có biết gì. Nhưng mà rồi mình cũng có khi mình không vui. Cái này Pháp Hòa nói bình thường, không có gì phiền hà đâu. Nói để đại chúng biết rằng cái người làm việc cũng phải có cái gọi là muộn phiền. Mình ở chung mình cũng phiền, người xếp đặt cũng phiền. Nói chung rồi người ta giữ, nhiều khi cái ban nấu ăn á, mua cái thùng rau để đó, ai dẹp thùng rau của họ mất tiêu. Tới hồi tới giờ nấu, họ kiếm không có thùng rau là bắt đầu họ mọc râu rồi. Là phải đi lo chạy. Mà giữa rừng này không lẽ hái cỏ vô luộc. Rồi quý vị thấy cái chai đường, nó đâu phải là cái chai đường gọi là professional đâu. Một năm là 20.000 cái liều đó. Cái tiền mướn cái liều đó một năm là 20.000. Mà hôm nào mà nắng ráo á, thì các cô hành đường khỏe. Mà như mà bữa nào mà mưa một cái là nước nó vô, thì phải đứng làm sao? Quét. Xin lỗi, quét nước không phải quét khách đâu. Ngày hôm qua giông gió là các anh em là phải chạy đôn chạy đáo hết tất cả nơi chốn để làm sao điều phục những cái, cứ vị biết cái liều dây đó mà cái giông bữa cách đây 1-2 ngày nó tốc hết cái cột lên. Các vị phải đi chỉnh đốn nó lại. Không phải đơn giản. Rồi mình từ xếp cái phòng như thế này, từ đưa đón như thế này, rất rất là nhiều. Có khi danh sách sơ sót, đông quá sơ sót. Rồi có khi là ra gặp, sẵn xe đón luôn. Đón luôn rồi cái người thứ hai người ta ra, định đón người này, đứng hoài không có khách. Đi về với một cục quê. Rồi có nhiều khi người ta hẹn với nhau, người ta đi mới đầu người ta nhờ mình đón, xong rồi cuối cùng người ta không nhờ mình nữa, ta có người thân đón mà người ta báo mình nghe, rồi mình phải đi kiếm người ra đón. Cái người kia người ta phiền, người ta nói trời ơi, biểu tôi ra đón, tôi đổ đường ra mà rồi không có. Thế là mấy cái chuyện đó toàn là thầy trụ trì không à. Để làm gì? Thầy làm thầy vuốt. Mấy đạo hữu trong ban vận chuyển làm thầy mời. Mẹ rắc rối cái chuyển qua thầy. Để thầy gì biết không? Thầy làm to ông thầy vuốt.
thôi đạo hữu ơi thông cảm đi, thôi thương thầy thông cảm đi. Cho nên riết cái thầy bá nghệ. Nói như vậy không có phiền hà gì hết, chỉ đó chứng minh cho đại chúng thấy cái gì gọi là cái bất an. Không phải là ở chùa là nó an. Cái quan trọng là mình hành xử sự việc. Dù nó bất an cỡ nào đi nữa, nhưng mà cái thon của mình hạ xuống là nó an thôi. Cho nên đó, cái người làm việc cũng vậy. Cái âm điệu của mình đó, nếu mình nói bằng cái cao giọng, mặc dù có thể tâm mình không xấu, nhưng mà cái thon đó, quý vị người Mỹ họ quan trọng cái thon đó mà. Nói tiếng Mỹ là phải đúng âm, đúng điệu, nó mới diễn tả ra được cái ý nghĩa đó. Hồi đó Pháp Hòa mới qua Canada, rồi cái mẹ Pháp Hòa mới làm đồ ăn cho cái bà caretaker của cái apartment đó, tặng bả cho bả vui mà. Cái bả qua bả học tiếng Việt, bả nói come on, come on, cảm ơn á. Mà Pháp Hòa nghe là come on, come on, tưởng đó là bả hối bà già. Nói mẹ mẹ làm lẹ lên đi, lẹ lên đi bả hối á. Nghe người ta nói tiếng Anh cũng bập bẹ, cũng sổ tiếng Anh đúng lúc lắm, nhưng mà không đúng chữ. Cái ông đó, thằng Pháp Hòa nhớ, thằng bạn nó ngồi trước vậy nè, muốn lợi nói với nó là excuse me, tức là xin tránh ra, cũng muốn nói cho đúng điệu lắm nha, lời dỗ dài, tap on his shoulder, kiss me Mark. Nó ngó lên, what? Why you want me to kiss you? Nhiều khi một cái chữ what của mình thôi mà nó làm cho người ta hiểu cái chữ what đó khác à. Thà đó tí cái âm điệu của mình. Thà đó người tu của mình á, là cái người tu là cái người có cái phát nguyện tuệ minh. Tuệ minh sát là một thứ thiền, gọi là tuệ minh sát, thiền quán mà mình đi theo sát cái tâm tư của mình, cái dòng tư tưởng của mình. Có một hôm á, có cái vị đó tới mà không biết làm sao mà danh sách sót đó, thì bước vô thì cái cách mình nói nó cũng hơi làm cho người ta hiểu lầm mình là không khe người ta tới. Pháp Hòa cảm nhận được cái vị đó bực, mặt đỏ lên hết. Thì Pháp Hòa đang đứng đó đó, thì Pháp Hòa mới nhỏ giọng xuống, Pháp Hòa xin lỗi. Nói một hồi thì mình thấy bắt đầu từ từ trắng trở lại. Thật sự ra cái đó không có hay gì hết á, tại mình cũng hay đỏ kiểu đó lắm. Tới vì vị thấy khi mình tức giận lên mà mình không nói được á, cái mặt mình nó đỏ, máu mình nó lên. Nhưng mà nếu ai lỡ mà bị tăng xong đó, lúc đó là ghi vô sử á, Phật tử đó an tường thị tịch qua một tay biến mạch máu do một cơn giận. Thật sự ra những lúc như vậy Pháp Hòa quán chiếu á, Pháp Hòa quán chiếu về cái chữ sân mà Phật nói đó. Đại chúng nghĩ là sân á, là khi nào mình nổi giận đùng đùng, mình tức tối lên mới kêu là sân, đúng không? Không, cái nghĩa đó chưa xác. Khi mà chúng ta nổi giận lên mặt thành tiếng, thành lời mà gọi là sân đó, cái đó là cái quả rồi. Bất cứ lúc nào mình khởi một cái tâm chống lại cái điều người ta nói, lúc đó gọi là sân hết. Nhưng mà lúc đến cái khi mà nó phừng lửa lên trên mặt mình, đó là cái, nó là cái đứa thai nghén, cái lúc mà mình, cái lúc mà mình bực bội, mình có cái ý mình chống lại đó là sân rồi đó.
Rồi đến khi nào mình nổi lên trên mặt đó là nó bắt đầu là cái quả của sân, chứ không phải lúc đó gọi là sân. Cho nên ví dụ như là mình đói bụng muốn chết luôn mà ra tưởng đâu có cơm ăn, mà không có cơm mà mình hơi bực là biết, nhận diện liền, đây là sân. Chứ đừng có nghĩ rằng á, tôi có làm gì đâu mà sân. Không, chữ sân của Đức Phật nói là nó sâu lắm. Bất cứ giây phút nào mà tâm chúng ta khởi lên cái niềm chống đối về bất cứ một cái điều gì, phiền não bất cứ, không thích một cái điều gì, ngay giây phút đó đều là sân hết. Tham sân si nó đều có cái diễn, cái tiến trình của nó. Cho nên tại sao trong cái quán nguyện bữa ăn mà có cái câu là xin nhớ nhận diện những tâm hành xấu, nhất là tham, sân si. Sân si là vào thêm vô đó. Chứ cái câu nguyên chữ Hán là tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Bởi vì người ta muốn nói thẳng tới cái vấn đề là khi mình ăn, khi mình ăn thì cái gì nó thể hiện qua ba cái độc, cái tham. Tại vì trong đó có một cái gọi là tham gì? Tham ăn. Thấy cái gì ngon là mình ăn nhiều, rồi mình mất miếng ăn thì mình tức giận lên. Cho nên chư tổ nói thẳng tham đẳng vi tông, nghĩa là cái tham là cái cội gốc. Nhưng bây giờ diễn đạt ra bằng một câu tiếng Việt thì cũng còn muốn nói rõ để cho đại chúng thấy là xin nhận diện và chuyển hóa. Cho nên sự sân si của mình không tội, vì nó là đứa con của mình, nó là đứa con của mỗi con người chúng ta, nó là đệ tử của mỗi phàm phu chúng ta. Mình tưởng mình đi vô chùa mình tu mình không có bưng ba đứa đệ tử đứa thi theo à? Có hết. Có điều là mấy ngày nay đứa nào nó ngoan hiền để nghe lời mình, không? Còn đứa nào mà nó không ngoan thì nó cứ chồi lên. Mà nó chồi lên là mình phải làm ông thầy niệm chú Kim Cô cho nó nhức đầu nó. Cho nên á, bát giới ngộ không ngộ tịnh á, là tham, là sân, là si. Đường tăng là mỗi con người chúng ta. Chúng ta là một vị đường tăng, là một con người phàm phu bình thường đấy. Nhưng mà mình có ba đứa đệ tử, ba cái hình thù kỳ dị, ba cái tánh tình kỳ cục. Mà khổ nổi nó đòi theo mình mới chết chứ. Mình đi tu nó đi theo đó, nó phò mình đi thỉnh kinh. Cho nên quý vị đi Tây Thiên thỉnh kinh nè, lặn lội đường xa tới đến đây để thỉnh kinh nè. Và ba cái đứa đệ tử đó nó đi theo mình nè. Nhớ làm sao cho nó gặp được Phật Tổ, để mà Phật Tổ khai hóa nó, cho nó thành đạo hết. Tuy nó chưa thành A-la-hớn, nhưng ít nhất cũng thanh văn duyên giác, hay là ít nhất cũng tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là gì? Là cái quả mà mình đã nhập được vào dòng thánh rồi. Như mấy ngày nay vậy đó. 5 giờ sáng là quý vị dậy, mà 5 giờ 45 là thấy phía này, phía kia, phía nọ, cùng một dòng trở về đây, trở về chánh điện. Và 10 ngày này mình ở đây là mình đã nhập vào dòng thánh và đi nghịch dòng đời. Cho nên có thể người bạn của mình ta gọi mình, ta nhắn tin hay là gì đó, ta hỏi thăm, ta biết mình đó, đi chùa rồi. Chùa mà tu gắt củ kiệu 10 năm, ô 10 ngày. Thì người ta sẽ đặt một câu hỏi, trời ơi sao cái chị đó, cái anh đó làm cái chuyện ngộ, đi làm cực cả năm để dành tiền cả năm mà không đi hưởng thụ, mà lại đi vô trong chùa tu ăn chay cực khổ, 5 giờ sáng hành xác tới 10 giờ chiều, 10 giờ tối. Y như cái kinh mà sắp sửa quý vị sẽ tụng trong vài ngày tới. Có một vị thầy tu trẻ đang tắm ở một bờ hồ thì được một cô thiên nữ hiện xuống và hỏi thầy: tuổi thầy còn trẻ, tóc thầy còn xanh, thầy còn trẻ đẹp, lẽ ra giờ này thầy phải đang tận hưởng cái vui của thế gian, tại sao thầy lại bỏ cái lạc thú thế gian mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Phi thời là nè,
Lẽ ra giờ này mình đang ở Punta Cana hay là Mexico hay là ở đâu đó, mà tại sao lại đi về một cái chỗ mà sáng nắng chiều mưa thế này? Đây là lạc thú phi thời đối với những người thế gian. Thì cái vị trẻ kia nói: tôi không có là người đi tìm cái lạc thú phi thời đâu, mà chính tôi là người đi tìm cái lạc thú chân chánh đó chứ. Vị thiên nữ mới hỏi là sao? Đức Thế Tôn dạy: cái lạc thú phi thời, cái lạc thú thế gian tuy có vị ngọt, nhưng vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều. Cái lợi không bao nhiêu mà cái hại thì cả thúng. Hồi sáng này có một em nữ, nó đi dự khóa tu, từ cái khóa tu mà thanh thiếu niên nó ở dài cho tới khóa tu này. Mà nó cứ đi theo mấy cô mấy bác nó phụ vậy đó. Sáng nó ngồi nó vắt nhân chè sữa nước với lại bốn cô Phật tử. Pháp Hòa lại nói: con, tại sáng nó phụ Pháp Hòa đi chở thức ăn cho quý thầy quý sư cô. Nói: con ở đây con vui không? Nói: dạ vui. Con muốn đi làm sư cô không? You want to become a nun? Pháp Hòa mới nói đó: you don't want to become a nun, you become a mother. A nun more freedom, a mother more job, more work. You don't believe me, you ask this for mothers. Trời ơi, cô nào nói: cô ơi khổ lắm cô ơi. Pháp Hòa chỉ chị Phật tử: nè, cái chị này 80 tuổi rồi đó. Mà thật sự chị mới có năm mấy. Bây giờ phải giữ cháu nè. Mà thiệt sự nhiều khi mình suy nghĩ, hồi xưa mình còn trẻ mình đi làm, một ngày 8 tiếng còn khỏe hơn bây giờ mình làm bà. Bây giờ làm bà nội bà ngoại mình còn cực hơn hồi xưa 8 tiếng. Hồi xưa làm 8 tiếng về ngủ thôi. Bây giờ là mình phải trông cháu, nó thức giờ nào mình thức giờ đó, rồi nó không ăn mình phải đút, phải lo đủ thứ đó. Thương cháu hơn thương con. Thế qua nói đùa như vậy. Thì ở đây á, cái vị thiên giả đó hỏi cái vị tu sĩ trẻ kia, thì vị tu sĩ trẻ đó mới nói rằng: hết giờ rồi. Nói nữa thì vị ngọt rất ít. Thưa đại chúng, là cái bài nói chuyện này chưa xong. 8 cái vô cầu mà giờ mình mới có 2-3. Bữa khác mình nói nữa. Quý vị nhớ không? Hồi mấy ngày nay mình học á, người tu phải có cái không có. Không có cái gì? Không có cái mong cầu là một. Lấy cái niềm vui bình thường trong cuộc sống hàng ngày làm vui, gọi là vô vi chi lạc, vô cầu chi hữu. Hữu là có. Có cái gì? Có cái vô cầu. Người tu phải có cái vô vi, tức là cái niềm vui bình thường như thế. Thì có một vị đó đi vô tu 3 năm rồi, ông thấy ông thầy không dạy gì hết, lên xin thầy cho con đi chùa khác để con ở. Thầy hỏi: tại sao con xin đi? Nói: dạ con ở đây mà thầy chẳng dạy con tu. Ông thầy hỏi: trước khi con đi tu con làm nghề gì? Nói: dạ con làm nghề bán bánh bao trước cửa chùa. Và mỗi sáng con, khi con đẩy cái xe bánh bao tới trước cửa chùa, con làm gì? Nói: dạ con cúng cho thầy cái bánh bao. Rồi con cúng cái bánh bao thầy làm gì? Nói: thì thầy mở thầy ăn. Rồi sau khi con đi tu, bây giờ con nghỉ bán bánh bao, con vô chùa tu làm gì? Dạ nấu cơm thầy ăn. Rồi khi con bưng mâm cơm lên cho thầy ăn, thầy làm gì? Thì thầy ăn. Rồi thầy ăn xong con làm gì? Nó: dạ bưng xuống rửa. Vậy thì thầy, con biểu thầy dạy con tu là tu gì nữa bây giờ? Tu là vậy đó. Tu là mỗi ngày ăn thì phải rửa, ngủ rồi thì phải xếp mền. Cho nên có bài kệ xếp mền: xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời.
Nếu mình xếp cái mền cho nên mấy chú xếp y, mà cho nên quý vị mà phát quà mà đi ngang mà thấy xếp cái y không ngay là bắt phải xếp lại. Vì sao? Vì mình gieo duyên, mình gieo cái duyên để mình lượt làm người tu. Cho nên 10 ngày này phải sống ngược hết với những gì thường nhật của mình. Ở nhà mình sáng nào cũng ngồi trước cái kiến, 10 ngày này không có vụ đó nữa. Nếu mình có cái đó nữa thì nó giống như người thường, lẽ ra phải cạo đầu. Cho nên năm sau á, vị nào mà phủi tóc hẳn hồi đi trước cho nó có thứ lớp trật tự. Nói như vậy không phải là mình phân biệt, nhưng mà người đã đặc biệt thì mình phải đưa người ta ở cái chỗ đặc biệt. Đó cũng là khuyến khích. Vô vi chi lạc là mình phải có cái vui mà vui bình thường hàng ngày thôi, chả có gì phải đặc biệt hết. Bạn Pháp Hòa lên thăm Pháp Hòa thấy trời ơi, gì đâu mà nấu cơm, tụng kinh, lau nhà, không ham thích đi đâu hết. Bao nhiêu năm trời thầy dẫn ai đi ăn cư, dẫn Pháp Hòa cứ ở nhà lủi thủi lo chùa. Làm sao gì mà không biết ăn cư ra làm sao nữa. Nhưng mà mỗi ngày không có thời khóa không thay đổi. Nghỉ hè tự mình soạn cho mình một cái chương trình vừa học vừa tu. Sáng thứ bảy cho mình một buổi sáng để tu, nghĩa là thức sớm tụng kinh rồi nghe kinh Pháp Hoa, vừa nghe vừa chép. Ai biểu mình đâu. Nếu mình muốn tu mà có kết quả thì tự mình phải nỗ lực. Còn nếu mình tu mình như chiếc xe đợi người ta đẩy thì rủi người ta quên đẩy rồi mình ở đó, hay là người ta lười đẩy rồi mình trụ chỗ sao. Tu là phải tiến. Nếu mình muốn tiến thì mình tự phải tiến chứ đừng chờ. Đừng có chờ nên tôi đợi bạn tôi đi tụng kinh luôn. Trời ơi, bà ở trong đó 1 tiếng đồng hồ lẽ ngồi ngoài này chờ. Thành thử đúng giờ là phải đi chứ không có chờ. Vì thời gian không còn nữa. Vì thời gian không có nữa. Bữa nay 6 ngày rồi. Tối nay về gác chân lên trán suy nghĩ. Sáu ngày qua mình đã gieo được bao nhiêu duyên của người tu, hay là từ sáng tới tối mình y hệt như ngày thường, chỉ có một cái tới giờ đắp y ăn cơm thôi, còn sáng ra cũng y vậy, nói chuyện cũng y như vậy. Ê bà, khỏe không bà? Trời ơi, tu hành mà cứ ba gì nữa. Huynh, chị, còn hai ông bà đi tu gặp nhau cũng huynh. Em, đồ anh đâu em? Mình gieo duyên mà. Từ ngữ gọi nhau cũng phải gieo duyên, đúng phong cách người tu. Bước chân của mình là bước chân của người tu, không phải bước chân của người đời nữa. Phát túc siêu phương, một bước là phải đi tới phương trời cao rộng. Mới mong một ngày tâm hình dị tục, cái tâm mình và cái hình tướng mình nó phải khác người đời, còn ý chán người đời thì chưa phải người tục. Không có khó. Đó là cái điều kiện. Giống như mình nói, anh muốn được cô làm chỗ chính phủ, anh phải biết tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Ở cái đất nước Canada này, vì ở đất nước Canada này nói hai cái tiếng. Ai muốn làm trong văn phòng chính phủ, văn phòng bác to, văn phòng khai thuế, về vấn đề thuế vụ phải nói hai cái tiếng. Thậm chí quý vị đi mua những máy móc ở đây hai cái tiếng đó, bên tiếng Pháp, bên tiếng Pháp. Nói sao khó vậy? Không khó. Anh chấp nhận làm người này, đây là điều gì? Chứ không có nói là gì.
Còn anh thích thì không thích thì anh làm được. Thì cứ làm. Có policy của mình ạ. Policy của mình là gì? Thả nhẹ. Còn policy của mình là gì? Cắt đi. Con policy của người tu là phải khắc phục, phải tiết chế, chứ không phải bình thường. Như vậy mới gọi là gì? Cho nên con mà biết là mấy chục năm mình sống theo cái cách đó. Bây giờ 10 ngày mà mới có 6 ngày đầu, như vậy đã bắt đầu ngày thứ 10 đã hơi quen quen với mẹ. Giống như lắp tiền bữa nay quen chưa? Rồi năm tới nó phải xem quên rồi. Chuyện quen như cũng quên, nó khác nhau có cái nào. Cất cái nón thì quen, để cái nón lên là mình quên. Cho nên cái người đi tu nó vậy. Người đi tu nó như vậy. Bỏ cái cuốn sách đi là xuất gia, mà để cái sách vô xuất gia. Mà hai một đời chỉ một cái nắm. Cho cái người đi tu là trước hết phải giúp ác làm lành, thứ hai là phải siêng năng cần mẫn, đừng chờ đợi vì không có thời gian. Rồi đi ăn cũng chờ một bà bạn, đi tụng kinh cũng chờ bà, rồi ở chung bốn bà chờ hết ba bà. Ta đến lúc buồn rồi đi nhẹ. Vĩ kiến trường vua ngã diệt gì? Đó là lời của Tổ Quy Sơn. Kia là đến trường vua ta đây cũng thế. Cho nên mình cứ để hai cái đèn hay thôi. Trí tuệ của Đức Phật, trí tuệ của chúng ta đúng. Trên bàn thờ cũng để một cái đèn, mà hãy một thì lấy đi gì nữa, còn không hai cây hai cây tượng trưng cho trí Phật và trí ta giống nhau. Chỉ có điều là chúng ta không có thật. Cần phải siêu thoát. Cái thứ ba, cái nghĩa của Sa Di là gì? Cầu tịnh, tích sự như thế nào. Ví dụ như tối mà mọi người, khi mà mọi ai cũng về phòng rồi, quý vị sẽ thấy là các cái mảnh đất này yên tĩnh một hồi. Nhiều lúc có vợ lên trên tim một mình, khi mà không có bắt đâu, rồi lúc có vợ lên tạo này, mà còn rất là thích. Đi từng bước ra là quan tâm, lễ Phật, yêu nghĩa, lên chánh điện tư vọng không có gì buồn, không có gì buồn. Mà mình nghe những tiếng thông reo như những lời, như những tiếng, đó là ba nghĩa của sanh. Dứt khác làm lành, siêng năng cần mẫn, tích sự phát. Bây giờ mình sẽ hỏi mình, trong ba nghĩa đó, mỗi nghĩa mình đều có thực hiện hết, nhưng mà bao nhiêu phần trăm thôi, không có, không có được thành. Khi nào mà hai người kia trong phòng ngủ rồi, cái thôi mình ngủ luôn. Còn nếu mà bộ bốn mà họ tác với nhau máy thì không được. An ổn từ cái bất an và vô an chi an. Ba cái mình học hôm tuần hôm rồi phải không, cách đây mấy ngày. Bây giờ cái thứ tư mình cần học là gì? Vô tài chi phú. Ba cái trước là vô cầu chi hữu, vô vi chi lạc, vô an chi an. Bây giờ gọi là vô tài chi phú. Vô tài chi phú là gì? Nghĩa là giàu có không phải bằng cái gọi là tài sản. Vô tài là không có tài sản, nhưng mà lại giàu, giàu bằng cái vô tài, vô sản.
Quý vị thấy Đức Phật, Ngài có cả một cái thành Ca Tỳ La Vệ, nhưng Ngài làm gì? Ngài bỏ. Ngài bỏ để đi làm gì? Đi làm khất sĩ. Đi làm khất sĩ tức là đi làm người ăn xin. Nhưng mà Đức Phật á, có tính hết rồi. Ngài bỏ một cái cung điện ở Ấn Độ, hoàng cung Ấn Độ, tài sản Ấn Độ, để ngày nay Ngài có tài sản khắp nơi trên thế giới. Quý vị đi đất nước nào có chùa là đất nước đó có Phật ngự. Mà chùa nào xây cái chánh điện cũng đẹp lộng lẫy để Phật vô ngồi. Đó không phải nói Phật muốn vậy. Nhưng mà ở đây mình nói đến cái chỗ, cái vô cầu của người tu. Không cầu mà được. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa, Ngài Xá Lợi Phất nói con không thể tin được. Chúng con không có cầu gì hết trơn mà giờ có được tài sản Phật cho. Thì chúng ta cũng vậy. Ví dụ như mình hỏi một chú tiểu, bây giờ gặp quý thầy, quý sư cô mà đi tu rồi, hỏi sư bạch thầy, bạch sư cô, cô có thể, thầy có thể nói cho con biết tại sao thầy phát tâm tu không? Có thầy nào trả lời nó tại tôi muốn làm trụ trì. Nhưng mà cuối cùng rồi thì sao? Phần lớn làm trụ trì ở trên. Đi tu không có một đồng nào dính túi hết. Thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia các ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh. Cái nhiệm vụ của người tu là lãnh trách nhiệm để làm sao truyền bá Phật Pháp. Giống như mấy ngày nay quý vị đâu có làm gì đâu, quý vị chỉ tu thôi. Nhưng mà cái đức độ, cái hạnh tu của mình, cái đức của khắp tất cả mọi người, nó đủ năng lực, nó chiêu cảm. Phật tử dưới phố ta nghe mình tu, ta đem đồ lên ta cúng. Nội cái cherry không mà mới có 5 ngày đầu mà ta cúng 300 pound. Có một Phật tử ở xa cách đây 10 tiếng, năm nay không về tu được, thì nhờ mấy Phật tử đây mua giùm cho 200 pound trái cherry. Tại biết năm nay Vietnamese đông. Quý vị Việt Nam thích trái cherry lắm. Tại Việt Nam đang hiếm. Và ở đây ai cũng thích. Rồi hôm nay, hôm qua có một cô đem lên 100 pound nữa cũng. Rồi thức ăn, thức uống các vị làm nên cúng dường. Ở đây Pháp Hòa cũng nói là mình tu mình cầu đó, nhưng mà vô cầu, cứ tu là có. Cho nên Pháp Hòa nói với mấy chú tiểu hoài, các con không cần phải lo gì hết, cứ tu thôi. Mà mình càng không muốn, mình càng không muốn thì nhiều khi nó có. Còn mình càng muốn, hả, muốn là phải làm gì? Xin xỏ. Mà xin cái người ta quánh giá. Trời, thầy tu mà thích cái này thích cái kia xin hoài. Không xin vậy. Làm khất sĩ mà không xin. Cứ ôm cái bát cứ đi vậy, ai thích thì cho. Mà cho tôi cũng dám nhìn mặt nữa. Tại nhìn mà tôi nhớ mặt, mai tôi ghét nữa là sao. Cho nên cái luật đi khất thực là nhìn xuống. Và ôm cái bát vậy nè. Ôm cái bát vậy và đi tới. Không bao giờ ngó tới ngó lui coi nhà nào số mấy. Thường thường mình có cái thói quen đi ngang nhà nào mà lầu cao mấy, nhà này giàu. Phải sao biết? Thấy lầu không? Cho nên đi khất thực là đi vậy đó. Rồi ai mà cho thức ăn, ta đứng trước, ta xá xuống rồi là mình biết có thí chủ cúng dường. Dỡ cái nắp lên. Mà dỡ cái nắp là phải dỡ ngược vậy nè. Để chi? Che cái thức ăn lại để mình không biết người ta bỏ gì vô đó. Dỡ vậy. Chứ kêu nếu mà dỡ ngang vậy là biết rồi đó. Dỡ ngang vậy là biết. Wow. Ngon nha.
Mà hễ mà dở ngang về biết rồi cái tôi nhớ cô rồi đó. Mai mốt đi đúng đường này nữa, rồi về rỉ tai với mấy ông kia nữa. Mấy ông có muốn ăn ngon đi đường nữa. Cho nên không có, không có nhớ địa chỉ nhà nào, không có nhớ mặt ai cúng, không thấy món ăn. Đó là khi mình xin đó. Còn khi mình cho cũng thế, cho cũng không cần nhớ người nhận, không cần nhớ món mình cho, và không cần nhớ mình là người cho. Ba cái đó phải thấy nó là không, chứ không là tam luân không tịnh. Mình là người cho, kẻ nhận của cho và vật được cho, phải vắng lặng cái đó, đừng khởi tâm với cái đó. Cho nên người mà người ta sống bằng cái mà người ta mong muốn đó, thì ta nói gì? Ăn hết lấy gì cho. Nếu mình ăn hết trơn lấy gì cho? Đó là người có tâm lớn đó. Còn người có tâm vừa vừa hẹp hẹp đó, nó cho hết lấy gì ăn. Người ta sợ cho lắm, tại vì ta nghĩ cho hết lấy gì ăn. Mà quý vị thấy chùa nè, lúc nào ai tới cũng có ăn, mà chùa không bao giờ hết gạo. Cho nên đi xe mà không trả tiền là kêu xe chùa. Ăn không cần trả tiền là ăn chùa. Làm gì mà không cần trả tiền gọi là free đó, gọi là đồ chùa. Cho nên mình có cái gọi là vô tài chi phú. Pháp Hòa hay đùa, Pháp Hòa mới nói người tha anh hùng, ta nói bàn tay ta làm nên sự nghiệp. Ngày nay Pháp Hòa cũng rất anh hùng, bàn tay ta làm nên một đống nợ. Nhưng mà Pháp Hòa cũng bình thường, tại vì Pháp Hòa biết là nợ này có người phụ trả. Nhưng mà cái mà người ta trả cho mình là gì? Tu thôi. Cho nên đại chúng cứ yên tâm, mình thật tâm mình tu. Pháp Hòa thường qua nghĩ vậy nè, tất cả những gì mình làm, mình làm cho Tam Bảo. Nếu hộ pháp Long Thiên chứng cái tấm lòng đó thì các ngài phải có bổn phận hộ pháp cho mình, tại vì tên của các ngài là hộ pháp. Thì nếu mình làm bằng cái tâm hộ pháp, cái tâm mình muốn hộ trì cho Phật pháp, thì các vị hộ pháp thiện thần sẽ giáo hộ cho mình. Ngày hôm qua có một đạo hữu mới nói với Hòa, thầy ơi, con thấy rất là rõ, khóa tu năm nào mình cũng có Bồ Tát xuất hiện. Năm nay có những Bồ Tát tới, mặc dù mang cái tiếng là tham dự khóa tu, nhưng mà làm hết lòng cho chúng mà không cần biết họ là ai. 4 giờ sáng thức dậy nấu nước cho đại chúng uống, cho đại chúng dùng. Tại vì trước kia cái máy 2000 mấy nó bên rồi. Tại vì sao? Ngoài uống nước ra còn hứng về tắm nữa. Cho nên sao nó chịu nổi. Cho nên ông nói thôi, bây giờ thầy mua máy nào thầy cũng cháy nữa. Bây giờ thầy cho con cái bình ga đi, cho con cái bình ga, cho con cái nồi, con tình nguyện 4 giờ sáng con dậy nấu nước cho. Cho nhiều khi mình còn nóng hơn nước sôi nữa. Ra không có nước nóng cái mình nổi nóng rồi. Cho nên á, mình mới thấy rằng á, trong bất cứ việc làm gì của mình đều có những cái trợ duyên mà nó màu nhiệm. Cái chỗ màu nhiệm không thể dùng ngôn từ nói. Ta nói mình mê tín không phải. Mình có nói gì đâu mê tín. Mình đâu có phô trương gì đâu mê tín. Nhưng mà quý vị thấy có những cái tâm tâm hiệp hiệp, tâm hiệp thì cái gì nó cũng
Cho nên quý vị thấy không, dù trời mưa trời nắng, dù gian khó cỡ nào, nhưng mình đồng tâm đồng chí đồng hành, tất cả mà cùng lại rồi việc thành như chơi. Ví dụ mình thấy khó khăn bao nhiêu nước, nhưng mà đến đây ngày thứ 6 rồi mình cũng bình thường. Những khó khăn gì ở phía sau sân khấu người ta giải quyết hết, mình cứ sáng là ra diễn tuồng thôi, đắp y lên làm việc. Quý vị thấy Đức Thích Ca của chúng ta, nếu mà ngài không đi tu, ngài chỉ ở Ấn Độ thôi, thì nếu mà có đi nữa giờ chắc dân Ấn Độ biết thôi, chứ mình không biết ngài là ai. Nếu mà biết đi nữa thì dân Ấn Độ biết thôi. Và bây giờ cái cung điện mà ngày xưa đó còn không? Không còn gì hết. Giờ thậm chí giờ quý vị đi qua Ấn Độ, quý vị đi tìm tới thành Ca Tỳ La, thì ta chỉ chỗ đó, ta nói chỗ này ngày xưa là hoàng cung nè. Thì vô thấy nguyên cái đám cỏ nó mọc hoang, lô nhô dài cái mỏm đá lên, nói cung này cung gì, nó muốn nói cung gì nói, mình có biết gì đâu. Thì giờ chỉ biết cái khoảng đất này, nhưng mà dĩ nhiên là ngày xưa thành Ca Tỳ La nó lớn hơn nữa. Nhưng mà giờ qua bao nhiêu thời đại đổi thay thì người dân người ta chiếm chỗ, bây giờ còn lại khoảng nào đó để giữ lại, để gọi là di tích của Ca Tỳ La Vệ. Cho nên tài sản nào đi nữa thì cũng sao, cũng sụp đổ hết. Cho mai hôm quý vị sẽ đọc một cái kinh gọi là kinh Hải Đảo Tự. Ngày Xá Lợi Phất, ngày một kỳ đi mất rồi lại đứng tu nào? Đức Phật khai thị: tôi biết các vị đang buồn vì sự kiện ra đi của hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Vì hai thầy là hai thầy lớn trong giáo đoàn, nhưng mà các vị phải biết rằng cái cây nào nó già nó cao dĩ nhiên nó phải chết trước. Cũng như thế, đời người ai lớn tuổi theo định luật á, chứ còn vô thường thì không nói ha. Theo định luật tự nhiên thì cứ già lớn tuổi phải chết. Chính tôi đây rồi cũng sẽ ra đi như thế. Các vị đừng vì sự kiện hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên ra đi mà sầu não như thế. Này quý thầy, ở đời có hai thứ tài sản mà người ta mong cầu. Một là pháp tài, hai là tiền tài. Tiền tài là cái người đời người ta cầu, Như Lai là người không còn cầu gì nữa. Quý thầy đừng bao giờ nương tựa vào ai khác, phải nương tựa hải đảo tự thân. Mà nương tựa hải đảo tự thân tức là hải đảo chánh pháp. Ví dụ như bây giờ mình mất người thân, buồn quá, khổ quá, nhưng mà nhờ Phật Pháp khai thị cho mình, nhờ Phật Pháp khai thị cho mình là đời người khác nữa là hoa, sớm còn tối mất, nở ra lại tàn. Mình hiểu được Phật Pháp khai thông cho mình cái gọi là vô thường biến đổi, cho nên mình dịu lắng xuống. Bây giờ mình buồn, mình khổ gì cái mình kiếm Phật Pháp mình nghe, có phải là hải đảo chánh pháp không? Còn bây giờ mình nương người nào rồi thì cũng có ngày ta không cho mình nương nữa, ta mỏi. Cho dù cái ông đó ông dễ thương đến mức độ đây, vai đây em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Nhưng mà rụng quá ngồi ông cũng đau chết. Ông cũng nói mỏi chưa, mình dựa người nào cũng được đâu. Tại vì sao? Tại vì thế gian thay đổi. Cho nên người đời có cải, cải là đổi đó, nhưng mà tam bảo là bất cải. Bất cải là gì? Là không thay đổi. Đó là một trong sáu cái đức tánh của tam bảo. Tam bảo có sáu đức tánh, mà trong đó có một cái gọi là bất cải. Ví dụ như mình có, mình buồn, mình khổ, mình bệnh, bắt đầu mình nhớ Phật. Bữa nào mình khỏe, mình vui mà bạn rủ đi chơi cái mình nói không sao, đi chơi trước, tu từ từ cũng được. Tức là mình có quyền mình gia hạn, phải không? Nhưng mà Phật thì cứ ngồi đó, mình nói sao Phật cũng vậy, ok. Vô tài chi phú,
Quý vị thấy là mấy ngày nay mình ở đây là vô tài chi phú không? Tới giờ có ăn, tới giờ có uống, tới cái giường trải sẵn, ra giường trải sẵn, áo gối trải sẵn, giường đâu thẳng tắp hết, nhà tắm nhà cầu sạch sẽ. Mình đâu có, mình không có gì hết. Mình bình thường tới tu, nghe mình tới tu cái ta lật đật, người ta lu bu ta làm. Thầy Pháp Hòa ví dụ vậy thôi. Từ bi gọi là gì? Vô tình chi từ. Từ bi nhưng mà vô tình là sao? Ủa, sao kêu là vô tình chi từ? Thương mà không dính. Tại vì sao? Tại vì á, đạo Phật không có xài chữ ái. Cho dù là bác ái, mặc dù trên danh nghĩa mình nói bác ái, nhưng mà hãy gì, cái gì mà có chữ ái, cái đó có khổ. Tại vì ái bản chất nó là yêu, mà yêu là có mình là người yêu, và kẻ kia là được, được mình yêu. Cái này là năng yêu, cái người kia là sở yêu. Mà có năng, có sở là có vướng mắc. Nhưng mà nhà Phật là từ bi là gì? Tình thương bình đẳng. Cho nên ví dụ như bây giờ sáng ra là mình bút cháo, ai đi ngang cũng giá, giá cháo vậy đó. Không phải mình, trừ khi nào người ta nói ồ cái nhu cầu tôi cần thôi, thì người ta xin thêm. Rồi bây giờ quý vị thấy không, nhiều khi tất cả những gì chúng ta làm, mình nghe ai khổ mình gửi tới mà không nhớ gì hết. Mà hễ mà mình có cái ái đó là mình có đối tượng, rồi mình thương cái đối tượng đó. Mà nếu đối tượng đó bữa nào thay đổi không đúng ý mình là mình khổ. Sở dĩ mình yêu họ là tại vì họ làm đúng ý mình. Ví dụ mình nắm tay họ, cái họ cũng nắm lại cái đó. Vậy cái kêu yêu. Tại vì họ phải làm đúng ý mình, họ phải chiều theo cái ý mình. Cho nên bác ái là gì? Nghĩa là cái tình yêu rộng lớn. Cho dù là yêu đất nước, yêu đồng bào gì đó, cũng vẫn còn trong cái ái. Vì cái ái là yêu một nước thôi, yêu quốc gia của mình thôi. Cho nên cho dù là bác ái rộng như là yêu nước, cả nước yêu khắp, nhưng mà đạo Phật là yêu một cá nhân hay là nhiều người, nhưng mà không xài chữ ái mà xài từ bi. Vì cái chữ từ bi là gì? Là tình thương bình đẳng. Cái tình thương Phật như là ánh nắng rọi vậy à. Hễ ai hé ra thì hưởng, mà ai lấy cái gì che lại là tối không thấy. Hôm qua mình hình như mình nghe Hòa Thượng có ngâm 4 câu thơ ngày làm vậy phải không? Ai bảo người tu chẳng biết yêu, yêu chi lắc nhắc mà yêu nhiều. Không có yêu cái lắc nhắc. Cũng giống như là ngoài đời nó có cái bài hát đời tôi cô đơn, đời tôi cô đơn, nên đi đâu cũng cô đơn, hay là nên yêu ai cũng cô đơn. Nhưng mà bây giờ mình tu nè, mình đã từng là đời tôi cô đơn phải không? Mình tu mình chỉ cần thêm một chữ cái vô đó thì cả cuộc đời nó thay đổi. Chữ tôi đó, thêm chữ h vô đó, thôi, đời thôi cô đơn. Tại vì tức là bây giờ mình, hồi xưa là mình thấy lúc mình ở nhà, mình có một người bạn đời của mình, giờ ổng đi rồi cái mình buồn, mình cô đơn. Nhưng bây giờ mình đi vô trong chùa, mình có cái tình của đại chúng, tình của huynh đệ, hết cô đơn. Cho nên cô đơn là cái trạng thái của tâm. Còn cô độc là ai cũng cô độc hết đó. Thí dụ như tối ngủ nằm trên một đơn là cô độc chứ gì. Cho nên nếu mà nói là cô độc là ai cũng cô độc, nhưng mà có điều là có người vừa cô độc lẫn cô đơn. Rồi cô liêu. Còn người tu, chúng ta quan, chúng ta nhận ra rằng chúng ta là người cô độc mà không cô đơn.
Làm sao cô đơn được? Bệnh cái có huynh đệ lo. Cho nên quý vị ở chung phòng với nhau cũng vậy. Quý vị chung phòng với nhau, người nào bệnh mình phải chăm sóc. Thứ nhất, đó là huynh đệ cộng tu với mình. Thứ hai, đó là cơ hội mình chăm sóc người bệnh, là một trong 8 cái phước. Quý vị nào mà học Bồ Tát Hạnh đó, nhớ nha, một trong 8 cái phước là chăm sóc người bệnh đó. Đào giếng nè, bắt cầu đi đường nè, thí cho người ta cơm nè, cho người ta quần áo nè, rồi người ta học mình cho người ta bút viết nè, vân vân. Thì trong đó có một cái gọi là gì? Chăm sóc người bệnh. 8 cái phương điện chăm sóc người bệnh. Cho người ai bệnh mình hỏi han thăm lơm, cạo gió sức dầu, xin thuốc cho người đó uống, quan tâm người ta một chút. Mình thấy người ta ngủ mà sao tim ru cái gì đó, lại gần gần nghe. Vô tình chi từ, mà đó là từ bi nha, thể hiện tình bi. Mình chăm sóc xong cái bữa đó, ngày mai cái họ khỏe rồi, cái họ đi tụng kinh, họ không kêu mình, giận liền. Trời, bà nó vô tình dễ sợ. Lúc bệnh tôi chăm sóc mà tới hồi đi tụng kinh không kêu. Nhưng mà nếu mà mình á chăm sóc mà mình có để ý, cái đó gọi là hữu ý hữu tình. Pháp Hòa có được một cái cặp vợ chồng ở đây, và Pháp Hòa được mệnh danh là ông Mai của cặp vợ chồng đó. Lúc đó, năm đó Pháp Hòa khoảng 14 tuổi. À. Mà chưa có ăn đầu heo à. Chưa nghe gì hết cái cười rồi. Cái lúc đó chùa Trúc Lâm còn là một cái nhà mướn 500 đồng một tháng. Thì có cái chú đó với cái cô đó đi thọ bát quan trai. Mà lúc đó Pháp Hòa nhỏ nhất trong nhóm, nhưng mà lãnh đạo quần hùng. Thì ở trên lầu là có phòng thầy viện chủ với cái nhà vệ sinh, dưới này là có mấy nhà vệ sinh dành cho cư sĩ. Thì cô này cổ lên lầu, cổ đòi đi cái toilet đó. Pháp Hòa nói cô trên này là để dành riêng cho thầy chư tăng, cô chịu khó xuống dưới lầu. Thì lúc đó cũng phải 10 giờ đêm rồi, trước khi cô đi ngủ mà. Thế cô đi xuống hồi cái cổ trật chân, cái cổ té, cái cổ lọi cái chân đi. Thì trong đó có một chú Phật tử, chú nói thầy để con. Ai dành đâu. Chú để tôi. Rồi cái ông sóc cũng bưng vô trong bệnh viện để đưa đi emergency. Hỏi ra thì cô này độc thân Việt Nam mới qua. Rồi bắt đầu ngày nào ổng cũng mang cháo, ngày nào ổng cũng tặng bông. Cuối cùng rồi sao? Rước tình về với quê hương. Hai ông bà làm đám cưới. Thế sau đó rồi chùa mua cái áp bạc, tức là cái chung cư, là ngôi chùa thứ hai. Thế ta chung cư đó là ở dưới basement một tầng, lầu giữa lầu 3. Thì nguyên cái lầu 3 đó lấy để làm chánh điện, làm phòng khách, nhà bếp, rồi phòng, nói chung là nguyên lầu 3 làm chùa. Lầu 2 cho Phật tử mấy bà già vô ở để phụ trả tiền hàng tháng. Hai vợ chồng vô ở cái basement. Thì Pháp Hòa kể vậy là cái này không phải từ bi. Cái này là chăm sóc có hữu ý. Cho nên Đức Huỳnh Phú Sổ, ông cũng có cái bài thơ đó, thấy không? Quý vị nhớ bài đó không? Ai nhớ không? Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Vừa rồi có một cô Phật tử làm tặng cho Pháp Hòa cái bản gỗ mà khắc hình Trúc Lâm đó, có cái bài thơ đó.
Bài thơ đó là do một thượng tọa, lúc đó Pháp Hòa hầu, Pháp Hòa là thị giả cho một khóa an cư trước khi Pháp Hòa xuất gia. Thì thượng tọa mới nói với Pháp Hòa, lúc đó Pháp Hòa là mấy thầy hay gọi là điệu lắm, điệu hòa. Thì thượng tọa mới nói con á, thầy cho con bài thơ này. Thì thượng tọa mới nói con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thì khi mà thầy cho bài thơ đó xong, thầy mới dặn thêm câu nữa. Thầy nói mai mốt điệu hòa đó mà được xuống tóc đi tu á, thầy cho điệu thêm hai câu nữa. Từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Cái đó gọi là gì? Vô tình chi từ. Nếu mình có một đối tượng, nghĩa là khi đối tượng đó thương mình vui. Khi đối tượng đó bỏ mình khổ. Khi đối tượng đó mà họ quên mình cũng khổ. Khi đối tượng đó mà hình họ đối xử hơi khô khan với mình cũng hờn. Tại vì lúc nào trong đầu mình cũng phải có cái ý là người đó lúc nào cũng phải làm mình vui. Cho nên là ngọ ái nị, nị mới ái ngọ. Hôm rồi Hòa Thượng mới nói đó. Cho nên á, cái thứ nữa là người tu có là gì? Vô trụ chi trụ. Vô trụ chi trụ, tức là mình nên không có cái trụ mà không có cái chỗ nào để trụ. Trụ nơi vô trụ, y chang như là cái lời của Ngài trong Kinh Kim Cang vậy đó. Hãy nên sanh cái tâm không có chỗ nào để trụ. Mà trong khi đó cái vị tu kêu là trụ trì. À, trụ và vô trụ à. Nghĩa là làm bổn phận của người tu. Nếu mình được cái duyên Phật Bổ Xứ làm trụ trì, nhưng không hề dính mắc với bất cứ một danh vị nào có. Vì mình phải nhớ là mình chỉ là người trụ ở chỗ đó để gìn giữ cái chỗ đó, gọi là trụ trì. Trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng, ở nhà của Như Lai để mà gìn giữ cái giáo pháp của Như Lai. Nhưng mà chỉ là duyên thôi, hết duyên thì đi. Chỗ nào đạo pháp cần, chúng con đến. Chúng sanh cần, chúng con đi. Chẳng nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Đó là lời phát nguyện của các vị sứ giả Như Lai ngày xưa do Hòa Thượng Thiện Hòa và Thiện Hoa đề xướng. Mở cái lớp dạy cho các vị Như Lai sứ giả. Quý ngài ngày xưa mở lớp dạy cho các thầy, mà các bậc Hòa Thượng mình bây giờ đó, học trò của hai vị tổ, tổ Thiện Hòa, tổ Thiện Hoa. Mở lớp Như Lai sứ giả, và học xong cái lớp đó rồi, cái ngày phát nguyện thì quý Hòa Thượng hướng dẫn cho chư tôn đức thời đó phát nguyện câu đó: chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời hiến thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi. Chẳng nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Cho nên mình làm ở đây, mình làm hết lòng, nhưng mà không có gì trụ hết. Cho quý vị cũng đừng nghĩ là thầy Pháp Hòa sẽ ở đây mãi mãi. Không chắc. Nếu duyên hết thì mình đi. Nhưng mình ở đây thì mình sẽ làm hết lòng. Vì sao? Thì mình ở đây thì mình phải làm ở đây. Ăn cây nào rào cây nấy. Nhưng mà không có cây nào mà mình dính cây này của tôi hết á. Thật sự nói của tôi chứ có gì của tôi đâu. Nếu không có bá gia bá tánh góp với tôi, đâu có mà gọi là của tôi. Cho nên nói trụ trì mà cái chùa đó chẳng có gì để mình làm trụ trì hết. Chẳng qua bá tánh tín nhiệm mình, giao cho mình một trọng trách. Còn nói đúng ra người tu là vô sản. Cái tài sản của người tu là gì? Ba chiếc cà sa và một chiếc bình bát. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói đó.
Tài sản của người tu chỉ là 3 chiếc áo ca sa và 1 chiếc bình bát, tất cả đều là pháp khí. Rằng chí nguyện xuất gia của mình phải sống thanh bạch để hành đạo, giữ phạm hạnh cho thanh cao và đem lòng từ bi để tiếp độ mọi loài. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói. Rồi sau này quý thầy giỡn, quý thầy mới nói 3 y bình bát 1 vali. Đi đâu mà trẻ có dạng dưa muối tương trao chẳng qua mì, mì gói á. Cho nên nếu nói đúng là người tu chỉ có vậy. Hạnh tăng vô nhất vật thanh bằng, ly gia các ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh, người tu không? Cho quý vị mới nói ô thầy giờ là cái gì đó. Còn hồi đó Tây Thiên mới mua nha, trời ơi đất rộng, cái mấy Phật tử nói trời ơi thầy bây giờ cái gì đó, cò bay thẳng cánh, chó chạy không đuôi à. Nhưng mà lời thơ đó 10 năm trước cũng đã thêm rồi: cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi, trả nợ cong xương. 10 năm trước đã ra thành thơ rồi. Quý vị thấy Tây Thiên đâu có gì mà quý vị đi tới đây là vô sản, thậm chí máu cũng về cũng bớt, mũi cắn. Tây Thiên đi dễ khó về, khi đi đầy máu, khi về cạn queo. Mũi chích quá. Tây Thiên đi dễ khó về, khi đi thì trắng, khi về đen thui. Tây Thiên đi dễ khó về, khi đi còn tóc, khi về trụi lơ. Trời ơi, tưởng sao làm anh hùng nghe, đăng ký cạo đầu. Cạo đã vô phòng của mình nó nhỏ, giờ con đang lo. Con đang lo không biết về ăn sao, nói sao. Ở ngoài chợ, ở ngoài nó trời ơi, hôm nay ăn gần chết luôn mà nó không có ăn. Không biết ăn. Nói đầy rang vậy mà cứ không biết nói. Làm anh hùng cạo. Cạo xong giờ về phone mấy đứa con: con ơi, nếu đón má phi trường đừng kinh ngạc nha con. Con hãy photoshop cái đầu má trước đi, để nhìn hình nó không có thấy lạ. Có nhiều vị, cái này nói thật đó nha, có nhiều vị quyết chí kỳ này cạo nhưng mà cầm theo đầu tóc giả. Khoan khoan, chưa nói hết. Còn một lý do. Lý do là gì biết không? Sợ lúc qua hải quan nó cầm cái hình, sao cái hình này có he mà du thì nô he. Nó sợ qua đây đi làm áp phe gì đó. Nhưng mà cũng rất thiệt tình, đem 2-3 thứ qua, ngoắt có quà vô góc: thầy chọn cái nào? Biết chị không? Ý nói là bây giờ con tu xuất gia gieo duyên vậy đó, rồi con để cái tóc nào nhìn cho nó đặng. Một cái thì nó lộn vậy. Một cái thì nó chỉ. Con thấy cái nào cũng được. Cho nên là đệ tử Phật rất thiệt thà. Cạo xong rồi mới hà hà thầy ơi. Rồi tối ngủ á, lăn qua làm sao ăn nói đây trời. Ổng mà nổi giận một đời khỏi đi. Thơ mới vừa làm xong á.
khẩu là thành thơ. Bây giờ cạo cái đầu rồi, hết tóc rồi trụ đâu nữa? Thôi bây giờ trụ nơi vô trụ. Con muốn nói gì để nữa thì cũng đã cạo rồi. Cho nên hồi xưa người ta có câu đó, ăn năn thì sự đã rồi, minh minh biển khổ luân hồi cực thân. Còn trong truyện Kiều nói là sao? Trót vì tai đã nhúng chạm, dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Vậy đây là mình nói chơi vậy đó, nhưng mà không sao, làm anh hùng mà, trượng phu mà. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhỉ, thầy cạo được mấy chục năm, không lẽ mình không cạo được một lần sao? Ôi sao ông nói gì ông nói, nín cái tóc nó cũng mọc vậy. Ta thường nói xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chốc. Cho nên có nhiều khi hồi lúc đi vượt biên mà cái chết nó chỉ còn một tích tắc thôi là bắt đầu khấn Phật Chúa gì réo hết. Các ngài về đây phù hộ, kỳ này con tới đất liền cái con cạo cái đầu liền. Vậy mà 40 năm rồi chưa cạo. Thôi sẵn kỳ này xuất gia giao duyên, làm luôn nhất cử lưỡng tiện, vừa trả lời nguyện xưa mà vừa thực hiện được cái chí nguyện xuất gia gieo duyên. Có nhiều vị còn hỏi thầy có cái loại mà sọt vô để mà cạo sơ sơ đó, cho lú lú vậy nè, giống như đầu đinh vậy đó. Có bữa đó cái chị đó, chị lên chị xin nhá kéo, có quà chọc nói chị chuẩn bị chưa, tại vì theo cái nghi thức là phải lá cắt 3 chùm. Chị nói bây giờ chỉ lỡ bộ rồi. Chị lên tới đây rồi để chị nói sao? Thiệt hả thầy? Nói thầy chùa nó chơi hả? Bây giờ quý vị đến đây thì quý vị cứ trụ ở đây cho an lạc. Rồi mai mốt này xong khóa tu rồi mình trở về với đời sống hàng ngày của mình. Tuy mình không trụ ở đây nữa, nhưng mà hình ảnh Tây Thiên, đời sống an lạc này trong 10 ngày này, nó sẽ đi theo mình suốt 1 năm, để nó nuôi dưỡng mình. Giống như lời ca vậy đó. Rồi mai đây mỗi người một ngả, mong đem lại hạnh phúc cho đời. Dẫu cho xa cách nơi này, nhưng lòng con vẫn hướng về nơi đây. Mai này cất bước lên đường, xa thầy xa bạn nhưng lòng vẫn thương. Trụ nơi vô trụ, vô trụ chi trụ. Mình không trụ, mình không nhất thiết là phải trụ ở đây vì mình chưa đủ duyên. Nhưng mà mình ở một cái chỗ tuy vô trụ nhưng mà trụ, trụ mà vô trụ. Thí dụ như mình làm bất cứ việc gì phải hết tâm, mình đang chú tâm mình làm việc đó. Như ví dụ người ta, ví dụ bây giờ người ta giao việc đó đi, đem hết tâm làm. Lỡ ta nói thôi anh ngưng đi, có người khác rồi đi. Chứ khỏe lắm. Mình phải làm sao được cái đó. Mà từ nhỏ là không phải Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa tâm niệm như vậy. Chứ các thầy bạn mà cùng tuổi mà đi hành đạo, khi các thầy nhận chùa làm, mà chùa ta có sẵn rồi ta mời về trụ trì, các thầy làm, Pháp Hòa hay chia sẻ lắm. Các anh em cứ làm, rồi anh em hỗ trợ với nhau làm. Và các anh em nhớ một điều thôi, mình làm bất cứ việc gì cứ tâm niệm là làm cho Tam Bảo chứ không phải làm cho mình. Chờ mai mốt hết duyên rồi đi, phải không? Không có bao giờ chỉ hồi đó đó tôi xây cái này nè, không có tôi dễ gì có cái đó. Đừng có nói mấy cái đó. Nếu mình đủ duyên mình làm cho Tam Bảo là quý rồi. Mình không cần trụ,
Nhưng mà người khác sẽ, nếu người ta hiểu ta, tự người ta quánh giá cái đó. Quý vị thấy Bồ Tát Quảng Đức không? Cái chỗ Ngài ngồi, Ngài đâu có cố ý Ngài ngồi đâu. Đủ duyên Ngài ngồi đó. Ngài cũng không có cố ý Ngài tự thiêu để rồi ai phải viết sử Ngài, ai phải tạc tượng Ngài. Không cần gì cả. Cho nên nhà thơ Vũ Hoàng Chương mới nói lên được những lời thơ đó. Chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Lịch sử của Ngài đó, ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Ghi tịch là lịch sử của Ngài, tiểu sử của Ngài trên lụa hay trên tre Ngài đâu có cần. Tượng của Ngài mình tạc bằng ngọc hay đá Ngài cũng đâu cần. Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Rồi mãi đây còn chi, còn, còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát soi từ bi xuống tận ngục A Tỳ. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương nói lên cái lời thơ đó. Chứ bây giờ 50 mấy năm rồi, Ngài Quảng Đức tự thiêu 50 mấy năm rồi, phải không? 50 mấy năm rồi. Từ năm 63, 2013 là 50 năm. Cho nên á, các ngài đi tới đâu cũng trụ, nhưng mà trụ mà không trụ gì hết. Tại vì các ngài biết đủ duyên thì làm, hết duyên thì đi. Cho nên đại chúng cũng phải tâm niệm như vậy. Có thể một là hết duyên vị đó phải rời đây, hai là vị đó quá vãng không còn. Chứ mình ngồi đây mình nói leo léo vậy, nhưng mà có chắc gì ngày mai đâu. Sống ngày nay biết ngày mai, ngày nay còn xuân thu trước ai hay làm gì. Hay là dép dưới giường lên giường vội biệt. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Trong cái bài sám khuyến tu, mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Cái thứ bảy là đạt được sự vô đắc, nghĩa là vô đắc chi đắc. Mình không có cần, mình phải có một cái gọi là vô đắc, tức là không có cầu mình đắc quả gì hết. Cho nên mình tu là không có khoe khoang nó tu đắc chứng quả gì hết chứ. Quả gì không biết, mà thấy rụng tới mình là quả tạ nó ra là mình biết. Không có một cái quả gì hết. Chứ ai mà tới nói với mình nè nè nè, coi tay tôi nè, Quan Âm hiện nè. Quan Âm hiện trên tay nè, đỉnh đầu tôi có gì nè. Nếu thí dụ trong khi mình tu tập có một cái gì đó sáng sáng lên để nhắc nhở cho mình, phải biết rằng cái đó, nếu mà gọi là cái kết quả mình tu, tu đúng thì quả đúng chứ có gì khoe. Không có ai mà ngày nào cũng chạy ra nói cho tôi mừng quá tôi nấu cơm chín rồi. Chuyện bình thường. Củi hết thì lửa tắt, lấy gạo vo đun thì phải thành cơm, chẳng có gì lạ cả. Cho nên không có, mình không có cái gì để gọi là đắc được hết. Mà hễ đắc là thất, đắc là được, thất là mất. Cho nên đạo Phật không có kêu ô bữa nay làm lễ nhập đạo, có nhập là có xuất. Cho nên ngồi thiền không có xuất hồn, hễ có xuất là phải có nhập. Mà xuất ra rồi lỡ đi xa quá quên đường về rồi nhập vô đâu. Cho nên ngồi thiền không có xuất hồn, nếu nói là thiền của đạo Phật. Đức Phật không có dạy mình thiền xuất hồn, Đức Phật không có dạy mình thiền để mà làm cái gì hết. Chỉ một điều thôi, quán niệm hơi thở để trụ cái tâm mình cho nó yên. Bây giờ mình, cái đối tượng của tâm mình khi mình ngồi thiền là hơi thở, để làm sao cho an tịnh cái tâm mình cái đã.
Rồi mai mốt khi mình thuần thục rồi thì tất cả mọi hiện tượng hàng ngày đều là đối tượng của thiền, đều là đối tượng của thiền hết. Ví dụ ha, lái xe, lái xe ban đêm cũng thấy đường, nhưng bây giờ mình lo lắng biết đường phía trước sao, không đừng có lo đó. Đèn xe nó rọi tới đâu đi tới đó, đi rọi tới đâu đi tới đó. Bây giờ ban ngày thấy rõ đường đi rất là thẳng tắp, nhưng dám buông tay lái không? Không, lúc nào tay lái cũng phải vịnh. Để làm chi? Để nó không lệch. Ngay lúc đó nó cũng trở thành đối tượng của thiền. Đừng nghĩ rằng mình bây giờ không ai chọc ghẹo gì thì nghĩ là hết tham, hết sân, hết si. Không có đâu. Phải chăn tâm như là người cầm tay lái. Lệch một cái là xa rồi, nó sang lên khác rồi. Tại giờ vô đây hay là ở nhà mình, ở mình không ai chọc gì hết trơn, tự nhiên mình la lên nó, tôi giờ hết tham rồi, hết sân rồi, hết si, không ai chọc gì đó là tham sân si. Trời ơi, tới hồi vô đây 10 ngày rồi biết, nó còn không chừng nó increase, nó tăng nữa là khác. Ví dụ vậy. Cho nên Pháp Hòa lái xe với mấy chú, bất cứ cái gì xảy ra Pháp Hòa đều có thể thành cái đối tượng cho các chú học Phật Pháp ngay lúc đó. Mới đầu mình chưa tỉnh thì mình phải lấy hơi thở mình làm cái đề mục, để làm cái đối tượng để trụ cái tâm mình. Nhưng khi tâm mình bắt đầu thuần rồi thì cái gì cũng là đối tượng của thiền thôi. Mà đã là đối tượng của thiền thì tại sao phải nói cái gì là thiền nữa? Lúc đó mình ở cảnh giới thiền rồi. Cho nên gọi là đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Nghĩa là mình gặp tất cả cảnh, nhưng mà cảnh nào cũng đều là cảnh để mình quán chiếu mình tu. Ở trai đường nè cũng là đối tượng để tu. Ở nhà bếp nè cũng là đối tượng để tu. Lên chánh điện này cũng đối tượng của tu. Tại vì làm ở đâu cũng có bất đồng ý kiến hết. Người muốn sắp kiểu này, người muốn sắp kiểu kia. Có một cây muỗng mà ba cái ý. Có một cái tọa cụ bồ đoàn mà bốn cái ý. Tại nó bốn góc. Ví dụ vậy đó. Thật ra nếu mình bình an được cái gió là trụ nơi vô trụ, đắc cái vô đắc. Vô đắc là gì? Tôi không có đắc cái gì hết. Tôi không cần nói tôi đắc gì, nhưng mà tôi đắc được một cái là tôi bình an trước mọi cái thay đổi. Trời ơi, kỳ rồi tôi đi á, sướng hơn kỳ này. Đấy, nói kỳ rồi là mình đã nhận vô thường rồi, mà tại sao còn trụ cái kỳ rồi? Cái tích tắc đã qua quá khứ rồi mà anh còn trụ cái đó à? Một lời nói mình nói xong nó thành quá khứ, lời nói xong thành quá khứ, thì có cái gì để mình bám mà mình gọi trụ? Có thể mỗi năm quý vị tới nó hay hơn, mà cũng có thể quý vị tới mỗi năm nó tệ hơn, không biết được. Vì đời là vô thường. Cho nên á, tốt xấu dở hay tất nhất nhất đều là đối tượng để mình quán chiếu, mình tu tập. Cho nên người tu thiền mà đạt gọi là tới một cái cảnh gọi là bình tâm bình bình rồi thì đối tượng tu thiền tràn lan hết. Lúc đó tu thiền cái này, thiền cái này chứ không phải thiền cái mông. Thiền cái mông là mình ngồi á, ngồi 2-3 tiếng đồng hồ mà ngủ lên ngủ xuống kêu ngồi thiền. Ngồi 2-3 tiếng đồng hồ mà tâm nó nhảy thì cái đó cũng có ngồi thiền, nhưng mà ngồi mà không thiền. Còn thiền mà có rồi, không ngồi vẫn thiền, đi vẫn thiền, đứng vẫn thiền, ăn vẫn thiền. Ban ngày mà thấy rõ, đi không cần ngó. Dù chỗ đó mình đi mỗi ngày, nhưng mà hễ tối là phải cẩn thận từng bước cũng thôi, nó trật chất. Người tu cũng thế thôi. Cuộc sống này cũng vậy thôi. Cái gì không rõ là phải cẩn thận từng bước. Trời ơi, mình nghe tu đâu có 2 ngày chứng. Tu một đời thành Phật 2 ngày chứng, 3 ngày chứng gì đó. Nghe người ta nói thì phải quán chiếu lại. Cho nên đối tượng tu thiền nó lại vậy. Cho nên có nhiều dù mình thấy ta sai, thôi khỏi nói nữa.
Nếu một lần, hai lần, ba lần mình phát tâm góp ý nhưng mà thấy không được rồi thôi, như thị. Như vậy. Tại vì pháp nhĩ như thị. Cái pháp này nè, đối tượng này là một cái pháp nè. Bây giờ nó như vậy rồi thì tôi cứ sẽ là như vậy. Cho nên có những cái mình không nói. Không nói nhưng có nghĩa là mình ghét bỏ à. Và ghét bỏ nghĩa là mình mặc kệ, mình không quan tâm là không đúng. Vẫn quan tâm nhưng mình biết chưa lúc để nói nữa. Còn đến lúc nào mình nói nữa mình nói. Chứ mình không có phải như cái kiểu người đời mà thôi giờ sống chết mặc kệ, tôi không cần biết không. Người tu không phải vô tình đến vậy. Nhưng mình biết nói thì thêm oán thôi chứ chẳng giải quyết được gì. Tại vì sao? Người mê thì không phải tỉnh, mà kẻ tỉnh thì chẳng phải mê. Đã họa thì không phải là phước, mà phước thì không phải là họa. Cho nên nếu mà nghiệp nó hết thì phước nó mới sanh. Còn phước nó hết rồi thì nghiệp nó tới. Nói gì nữa giờ? Thôi không nói nữa. Gì hết giờ? Thưa đại chúng, lẽ ra là hôm nay Pháp Hòa hết rồi, tại vì phải nhường sân cho người khác. Nhưng mà có một vị phát tâm là để Pháp Hòa ra sinh hoạt thêm bữa nữa với đại chúng. Cho nên là có thể buổi sau thì quý vị có thể viết vài câu hỏi liên quan đến sự tu học. Thì thay vì Pháp Hòa chọn đề tài nữa ha, nhưng mà hôm nay là 8 cái vô của người tu, nói được 7 rồi đó. Vô cầu chi hữu, vô vi chi lạc, vô an chi an, vô tài chi phú, vô tình chi từ, vô trụ chi trụ, vô đắc chi đắc, vô nhân chi chúng. Mình có đồ chúng, tức là có đệ tử á. Mình có đệ tử nhưng mà không có nhìn đệ tử nào cá nhân ngài. Ví dụ giờ Pháp Hòa là có chùa ở đây đi, Pháp Hòa có 5 chú đệ tử, rồi thầy khác, cô khác gửi mấy chú tới học. Pháp Hòa cũng không nhìn chú này đệ tử của người kia, không quan tâm, không. Tất cả đều là mình phải thương giống nhau. Cho nên tất cả các chú, các thầy nhỏ mà đến đây, Pháp Hòa thương như các thầy ở đây. Thương như là thương đức tạng, tịnh tạng, trung chánh vậy. Mà nhiều khi mình còn phải thương hơn nữa, để người ta đừng có tuổi. Mà không biết ta tuổi gì, nhưng mà thế nào rồi cũng tuổi thân. Cho nên mình đó là 8 cái vô của một người tu. Nếu người nào muốn tu phải có 8 cái vô này. Vô cầu chi hữu, vô vi chi lạc, vô an chi an, vô tài chi phú, vô tình chi từ, vô trụ chi trụ, vô đắc chi đắc, vô nhân chi chúng. Tức là trong chúng không có chi nhân, là không có một cá nhân nào đó, không có một cá thể nào đó. Mà cái tâm người, nếu người tu mình được như vậy thì mình mới có thể giữ được cái tâm tu của mình. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa hay suy nghĩ là tất cả đại chúng về đây tu, đúng ra phải gọi quý vị là giới tử. Các vị giới tử, bây giờ quý vị đâu phải là Phật tử cư sĩ bình thường nữa, các vị đang là giới tử. Nếu mà gọi cho đúng như vậy thì tự mình nghiêm túc vô cái mặt giới tử. Chờ có vị mới hỏi tại sao tôi lớn hơn ông thầy đó mà phải biểu tôi gọi ông bằng thầy. Thưa đại chúng, nếu mà mình suy nghĩ kỹ, mình lớn tuổi hơn vị đó mà mình gọi vị đó bằng thầy là mình đang giúp cho thầy đó tu đó. Tại vì mình gọi đúng cái chức vụ của ông đang giữ là ông thầy tu, để ông nép mình trong thầy tu. Ví dụ giờ ông là thầy tu, mình kêu ông ngang hàng bình thường vậy, cái ông nghĩ ông như người đời thì ổng sống theo cái cá đời. Còn gọi ổng vậy, giống như mình gặp bác sĩ đó,
ông đó ông về nhà cái mình kêu cháu chú gì không biết, nhưng mà vô văn phòng của ổng rồi phải kêu ổng bằng gì? Bác sĩ. Vậy thì tại sao mình lớn hơn quán bác sĩ đó mà mình vẫn gọi ổng là bác sĩ được? Ông luật sư, ông nào mình cũng kêu được, mà có ông thầy mình không dám kêu là sao? Mà mình kêu ông thầy là mình kêu đúng cái chức phận của ổng đó, để ổng đúng cái khung đó, để ổng giữ cái khung đó ông đi. Có một cái cô đó, cô nói không à, cô lên cô nói, cô điểm nha. Đừng có hòng cô kêu bằng thầy nghe. Tại vì con học chung với con của cô. Bà bà nói dạ không có sao, cô gọi gì cũng được, cô gọi gì cũng được. Thật sự ra thì mình vô trụ chi trụ mà, vô đắc chi đắc, mà giờ mà kêu thầy cũng có đắc cái gì. Thành thử ra mình có mấy chữ vô để ứng xử. Ví dụ bây giờ thầy phát cho mình cái áo đó đó, mà giờ ai đấy tới đây, áo này của tôi, dạ là của chị, tại vì trước đó nó cũng phải của tôi, chẳng qua là giờ nó được cái mệnh danh nằm trong tay tôi, kêu của tôi, mà giờ chị dứt lại chỉ nói là của chị, tôi cũng biết chẳng phải cũng của, cũng không phải của chị, đâu có sao đâu. Người ta xài mình khỏi xài, mà nhiều khi người ta ăn còn mình ăn hết. Thôi giờ mình nín cho nó còn, nói nữa cái nó hết. Nam mô Di Đà Phật. Thưa đại chúng, tối nay mình có một buổi sinh hoạt với nhau, mình học cái điểm kế của 8 cái điều vô mà mình học ha. Thì kỳ sau nếu mà còn giờ thì Pháp Hòa đến với đại chúng bằng một buổi vấn đáp để sinh hoạt cho vui. Cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội chia sẻ. Mời đại chúng ngồi đứng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mà hễ đắc là thất, đắc là được, thất là mất. Cho nên đạo Phật không có kêu ô bữa nay làm lễ nhập đạo, có nhập là có xuất. Cho nên ngồi thiền không có xuất hồn, hễ có xuất là phải có nhập, mà xuất ra rồi lỡ đi xa quá quên đường về rồi nhập vô đạo. Cho nên ngồi thiền không có xuất hồn, nếu nói là thiền của đạo Phật. Đức Phật không có dạy mình thiền xuất hồn, Đức Phật không có dạy mình thiền để mà làm cái gì hết, chỉ một điều thôi, quán niệm hơi thở để trụ cái tâm mình cho nó yên. Bây giờ mình cái đối tượng của tâm mình khi mình ngồi thiền là hơi thở, để làm sao cho an tịnh cái tâm mình cái đã. Rồi mai mốt khi mình thuần thục rồi thì tất cả mọi hiện tượng hằng ngày đều là đối tượng của thiền, đều là đối tượng của thiền hết. Ví dụ ha, lái xe, lái xe ban đêm cũng thấy đường, nhưng bây giờ mình lo lắng biết đường phía trước sao, không đường có lo đó, đèn xe nó rọi tới đâu đi tới đó, đi rọi tới đâu đi tới đó. Bây giờ ban ngày thấy rõ đường đi rất là thẳng tắp, nhưng dám buông tay lái không? Không, lúc nào tay lái cũng phải vịnh, để làm chi? Để nó không lệch. Ngay lúc đó nó cũng trở thành đối tượng của thiền. Đừng nghĩ rằng mình bây giờ không ai chọc ghẹo gì thì nghĩ là hết tham, hết sân, hết si. Không có đâu. Phải chăn tâm như là người cầm tay lái. Lệch một cái là xa rồi, nó sang lên khác rồi. Tại giờ vô đây hay là ở nhà mình, ở mình không ai chọc gì hết trơn, tự nhiên mình la lên nói tôi giờ hết tham rồi, hết sân rồi, hết si, ai chọc gì đó là tham sân si. Trời ơi, tới hồi vô đây 10 ngày rồi biết nó còn không chừng nó increase, nó tăng nữa khác. Ví dụ vậy,
Cho nên Pháp Hòa lái xe với mấy chú, bất cứ cái gì xảy ra Pháp Hòa đều có thể thành cái đối tượng cho các chú học Phật Pháp ngay lúc đó. Mới đầu mình chưa tỉnh thì mình phải lấy hơi thở mình làm cái đề mục, để làm cái đối tượng để trụ cái tâm mình. Nhưng khi tâm mình bắt đầu thuần rồi thì cái gì cũng là đối tượng của thiền hết. Mà đã là đối tượng của thiền thì tại sao phải nói cái gì là thiền nữa? Lúc đó mình ở cảnh giới thiền rồi. Cho nên gọi là đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Nghĩa là mình gặp tất cả cảnh, nhưng mà cảnh nào cũng đều là cảnh để mình quán chiếu mình tu. Ở trai đường nè cũng là đối tượng để tu. Ở nhà bếp nè cũng là đối tượng để tu. Lên chánh điện này cũng đối tượng của tu. Tại vì làm ở đâu cũng có bất đồng ý kiến hết. Người muốn sắp kiểu này, người muốn sắp kiểu kia. Có một cây muỗng mà ba cái ý. Có một cái tọa cụ bồ đoàn mà bốn cái ý. Tại nó bốn góc. Ví dụ vậy đó. Thật ra nếu mình bình an được cái gió là trụ nơi vô trụ, đắc cái vô đắc. Vô đắc là gì? Tôi không có đắc cái gì hết. Tôi không cần nói tôi đắc gì, nhưng mà tôi đắc được một cái là tôi bình an trước mọi cái thay đổi. Trời ơi, kỳ rồi tôi đi á, sướng hơn kỳ này. Đấy, nói kỳ rồi là mình đã nhận vô thường rồi, mà tại sao còn trụ cái kỳ rồi? Cái tích tắc đã qua quá khứ rồi mà anh còn trụ cái đó à? Một lời nói mình nói xong nó thành quá khứ, lời nói xong thành quá khứ, thì có cái gì để mình bám mà mình còn trụ? Có thể mỗi năm quý vị tới nó hay hơn, mà cũng có thể quý vị tới mỗi năm nó tệ hơn, không biết được. Vì đời là vô thường. Cho nên á, tốt xấu dở hay tất nhất nhất đều là đối tượng để mình quán chiếu, mình tu tập. Cho nên người tu thiền mà đạt gọi là tới một cái cảnh gọi là mình tâm mình bình rồi thì đối tượng tu thiền tràn lan đó. Lúc đó tu thiền cái này, thiền cái này chứ không phải thiền cái mông. Thiền cái mông là mình ngồi á, ngồi 2-3 tiếng đồng hồ mà ngủ lên ngủ xuống kêu ngồi thiền. Ngồi 2-3 tiếng đồng hồ mà tâm nó nhảy thì cái đó cũng có ngồi thiền, nhưng mà ngồi mà không thiền. Còn thiền mà có rồi, không ngồi vẫn thiền, đi vẫn thiền, đứng vẫn thiền, ăn vẫn thiền. Ban ngày mà thấy rõ, đi không cần ngó. Dù chỗ đó mình đi mỗi ngày, nhưng mà hễ tối là phải cẩn thận từng bước cũng thôi, nó trật chất. Người tu cũng thế thôi. Cuộc sống này cũng vậy thôi. Cái gì không rõ là phải cẩn thận từng bước. Trời ơi, mình nghe tu đâu có 2 ngày chứng. Tu một đời thành Phật 2 ngày chứng, 3 ngày chứng gì đó. Nghe người ta nói thì phải quán chiếu lại. Trên đối tượng tu thiền nó lại vậy. Cho nên có gì dù mình thấy ta sai, thôi khỏi nói nữa. Nếu 1 lần, 2 lần, 3 lần mình phát tâm góp ý, nhưng mà thấy không được rồi thôi, như thị. Như vậy. Tại vì pháp nhĩ như thị. Cái pháp này nè, đối tượng này là một cái pháp nè. Bây giờ nó như vậy rồi thì tôi cứ sẽ làm như vậy. Cho nên có những cái mình không nói. Không nói nhưng có nghĩa là mình ghét bỏ à. Và ghét bỏ nghĩa là mình mặc kệ, mình không quan tâm là không đúng. Vẫn quan tâm nhưng mình biết chưa lúc để nói nữa. Còn đến lúc nào mình nói nữa mình nói. Chứ mình không có phải như cái kiểu người đời mà thôi giờ sống chết mặc kệ, tôi không cần biết. Không, người tu không phải vô tình đến vậy. Nhưng mình biết nói thì thêm oán thôi chứ chẳng giải quyết được gì. Tại vì sao? Người mê thì không phải tỉnh, mà kẻ tỉnh thì chẳng phải mê. Đã họa thì không phải là phước, mà phước thì không phải là họa. Cho nên nếu mà nghiệp nó hết thì phước nó mới sanh. Còn phước nó hết rồi thì nghiệp nó tới. Nói gì nữa giờ?
thôi không nói nữa gì hết vậy. Thưa đại chúng, lẽ ra là hôm nay Pháp Hòa hết rồi, tại vì phải nhường sân cho người khác. Nhưng mà có một vị phát tâm là để Pháp Hòa ra sinh hoạt thêm bữa nữa với đại chúng. Cho nên là có thể buổi sau thì quý vị có thể viết vài câu hỏi liên quan đến sự tu học. Thì thay vì Pháp Hòa chọn đề tài nữa ha, nhưng mà hôm nay là 8 cái vô của người tu, nói được 7 rồi đó. Vô cầu chi hữu, vô vi chi lạc, vô an chi an, vô tài chi phú, vô tình chi từ, vô trụ chi trụ, vô đắc chi đắc, vô nhân chi chúng. Mình có đồ chúng, tức là có đệ tử á. Mình có đệ tử nhưng mà không có nhìn đệ tử nào cá nhân ai. Ví dụ giờ Pháp Hòa là có chùa ở đây đi, Pháp Hòa có 5 chú đệ tử, rồi thầy khác, cô khác gửi mấy chú tới học. Pháp Hòa cũng không nhìn chú này đệ tử của người kia, không quan tâm, không. Tất cả đều là mình phải thương giống nhau. Cho nên tất cả các chú, các thầy nhỏ mà đến đây, Pháp Hòa thương như các thầy ở đây. Thương như là thương Đức Tạng, Tịnh Tạng, Trung Chánh vậy. Mà nhiều khi mình còn phải thương hơn nữa, để người ta đừng có tuổi. Mà không biết người ta tuổi gì, nhưng mà thế nào rồi cũng tuổi thân. Cho nên mình đó là 8 cái vô của một người tu. Nếu người nào muốn tu phải có 8 cái vô này. Vô cầu chi hữu, vô vi chi lạc, vô an chi an, vô tài chi phú, vô tình chi từ, vô trụ chi trụ, vô đắc chi đắc, vô nhân chi chúng. Tức là trong chúng không có cái nhân, là không có một cá nhân nào hết, không có một cá thể nào hết. Mà cái tâm người, nếu người tu mình được như vậy thì mình mới có thể giữ được cái tâm tu của mình. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa hay suy nghĩ là tất cả đại chúng về đây tu, đúng ra phải gọi quý vị là giới tử, các vị giới tử. Bây giờ quý vị đâu phải là Phật tử cư sĩ bình thường nữa, các vị đang là giới tử. Nếu mà gọi cho đúng như vậy thì tự mình nghiêm túc vô cái mặt giới tử. Chờ có vị mới hỏi tại sao tôi lớn hơn ông thầy đó mà phải biểu tôi gọi ông bằng thầy. Thưa đại chúng, nếu mà mình suy nghĩ kỹ, mình lớn tuổi hơn vị đó mà mình gọi vị đó bằng thầy là mình đang giúp cho thầy đó tu đó. Tại vì mình gọi đúng cái chức vụ của ông đang giữ là ông thầy tu, để ông nép mình trong thầy tu. Ví dụ giờ ông là thầy tu, mình kêu ngang hàng bình thường vậy, cái ông nghĩ ông như người đời thì ông sống theo cái cả đời. Còn gọi ông vậy, giống như mình gặp bác sĩ đó, ông đó ông về nhà cái mình kêu cháu chú gì không biết, nhưng mà vô văn phòng của ông rồi phải kêu ông bằng gì? Bác sĩ. Vậy thì tại sao mình lớn hơn ông bác sĩ đó mà mình vẫn gọi ông là bác sĩ được? Ông luật sư, ông nào mình cũng kêu được, mà có ông thầy mình không dám kêu là sao? Mà mình kêu ông thầy là mình kêu đúng cái chức phận của ông đó, để ông đúng cái khung đó, để ông giữ cái khung đó ông đi. Có một cái cô đó, cô nói không à, cô lên cô nói, cô điểm nha, đừng có hòng cô kêu bằng thầy nghe, tại vì con học chung với con của cô. Bà Hòa nói dạ không có sao, cô gọi gì cũng được, cô gọi gì cũng được. Thật sự ra thì mình vô trụ chi trụ mà, vô đắc chi đắc, mà giờ mà kêu thầy cũng có đắc cái gì. Thành thử ra mình có mấy chữ vô để ứng xử. Ví dụ bây giờ thầy phát cho mình cái áo đó, mà giờ ai đấy tới đây, áo này của tôi, dạ là của chị, tại vì trước đó nó cũng phải của tôi, chẳng qua lại giờ nó được cái mệnh danh nằm trong tay tôi, kêu của tôi. Mà giờ chị dứt lại, chị nói là của chị, tôi cũng biết chẳng phải cũng của, cũng không phải của chị, đâu có sao đâu, người ta xài mình khỏi xài.
Mà nhiều khi người ta ăn còn mình ăn hết. Thôi giờ mình nín cho nó còn, nói nữa cái nó hết. Nam mô Di Đà Phật. Thưa đại chúng, tối nay mình có một buổi sinh hoạt với nhau, mình học cái điểm kế của 8 cái điều vô mà mình học ha. Thì kỳ sau nếu mà còn giờ thì có quà đến với đại chúng bằng một buổi vấn đáp để sinh hoạt cho vui. Cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội chia sẻ. Mời đại chúng ngồi xuống. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ai.